Chào mọi người mình là Ánh Dương đây, chúc mọi người thật vui và sảng khoái khi xem video của mình nhé. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ nha yêu mọi người. Một ngày mùa thu tuyệt đẹp, gió thổi vi vu, những lá vàng khẽ đung đưa trong gió, một bàn tay cầm một chậu cây héo úa trên bàn lên, cô gái nhìn chậu cây của mình khẽ thở dài. Hai sao lại chết rồi, rõ ràng mình đã rất chăm kỹ mà vẫn không sống được. Vừa nói cô vừa mạnh mẽ nhổ cái cây chết héo ra khỏi chậu, đưa lên chụp một tấm hình xong quay đi. Thôi bỏ đi mình vẫn nên đến tiệm hoa xem, trên đường vào mùa thu lá vàng rơi đầy đường cô gái vừa đi vừa bấm điện thoại cắp tấm ảnh vừa chụp cây héo lên trang cá nhân Triệu hoa hoa nhật ký trồng cây hoa hồng thất bại cư dân mạng liền ùa vào bình luận lần thứ 99 rồi ha 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 tại sao người có thể chinh phục mỹ thực và cuộc sống nhưng lại không thể trồng hoa hồng nhờ cái khu sinh sống cắp nói tới tôi đây làm gì nữ thần đừng xào rau nữa hãy xào tôi đi cái quần trước mặt đang bay lên đầu tôi rồi mắt cười quá ha 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 nhìn những dòng bình luận của cư dân mạng triệu hoa hoa tự ngẫm nghĩ trong lòng không cam tâm từ phòng khách xuống nhà bếp từ việc sửa chữa đến làm việc tôi đều có thể làm nhưng tại sao từ nhỏ đến lớn cứ nuôi gì trồng gì liền chết cái đó chứ cô tự vào mặt bản thân vài cái sốc lại tinh thần mình không tin mình không phá vỡ được lời nguyền trồng gì là chết này mặt mọi người xung quanh nhìn ngó triệu hoa hoa tự nhủ với bản thân hôm nay dù gì đi nữa cũng phải mua một cái cây mới về trồng rồi cô tự tin đi đến cửa hàng hoa tại tiệm hoa ông chủ thấy cô liền nhiệt tình chào hỏi cô gái lại đến à tiệm chúng tôi vừa nhập một lô hoa mới có muốn xem thử không cô đang nhìn xung quanh xem các loại cây trong tiệm thì nghe được lời của ông chủ trong đầu chỉ lặp đi lặp lại hai từ lại đến mà bần thần triệu hoa hoa quay đầu nhìn ông chủ nở một nụ cười ngượng gạo miệng đáp tay đang điên cuồng lắc không cần không cần tôi chỉ đi ngang xem thôi rồi bỏ đi mặt ông chủ đứng ngơ ra đó cô gái trong lòng triệu hoa hoa thầm nghĩ lần trước cũng mua hoa chỗ này được vài ngày thì đã chết nhớ đâu lần này mua cũng vậy thì sao vậy sau này mình làm sao còn mặt mũi đi chợ hoa này nữa phải đi tiệm khác nhưng nó cách đây khá xa sau khi rời khỏi tiệm hoa đó đang trên đường tìm tiệm hoa khác cô tự nhủ vẫn nên tìm tiệm khác chia ra mua mới an toàn được thì có một người đàn ông bán hoa ven đường nhìn thấy hửng cô gái xinh đẹp xem hoa của tôi đi ngâm nước là có thể sống rất phù hợp với những người mới trồng như cô đây người đàn ông lớn tiếng mời gọi triệu hoa hoa cô giật mình khi nghe thấy cụm từ ngâm nước là có thể sống liền quay đầu lại hỏi người bán hoa thật sao rất dễ trồng ư đến đây đến đây cô xem ông chủ bán hoa vừa liên tục thúc giục cô lại xem hoa của mình vừa quảng cáo sản phẩm mình bán đây là hoa hồng sa mạc rất dễ trồng cô lấy nước ngâm là có thể trồng được người đàn ông vừa nói vừa lấy một nắm lá vàng trong khay lên bỏ vào một ly nước nhìn đây những chiếc lá vàng úa bỗng trở nên xanh tốt xem này rất đơn giản phải không ngâm trong nước qua nữa tháng nó nhất định sẽ nở ông chủ vẫn thao thao bất diệt thuyết phục triệu hoa hoa mua hàng hoa dù có ngốc đến đâu cũng có thể trồng sống ư triệu hoa hoa như nhìn thấy phép thuật mà tự nhủ người đàn ông thấy cô ngơ ngác thì tiếp tục quảng cáo sản phẩm cô cứ yên tâm dù chỉ là một nhánh cây thì vẫn sống được triệu hoa hoa nghe những lời quảng bá của ông chủ rất thuyết phục liền đồng ý được tôi mua lúc này sau lưng cô có tiếng một người đang vạch trần sự gian dối trong buôn bán của người bán hoa ông chủ chiêu này của ông đã lỗi thời lắm rồi tiếng nói làm triệu hoa hoa đứng hình một lúc cô hoàn hồn khi tiếng người sau lưng tiếp tục vang lên hừ một chiêu mà muốn lửa thiên hạ ư ông chủ bán hoa vội vàng biện minh cái cái gì chứ trong cậu cũng đàng hoàng nhưng sao mở miệng lại nói linh tinh như vậy triệu hoa hoa vội xoay người nhìn phía sau bản thân là một cậu thanh niên đeo kính trong rất thư sinh dưới những chiếc lá vàng rơi vì gió càn tôn lên nét đẹp của cậu ta người đàn ông thấy cô lơ là vi loi nói của người thanh niên liền lên tiếng xua đuổi không mua thì mau biến đi đừng cản trở việc làm ăn của tôi xui xẻo thật tên điên này từ đâu đến thế vừa nói người đàn ông vừa cho hoa vào túi nhanh tay đưa trước mặt triệu hoa hoa đây của cô gái xinh đẹp tôi đóng gói xong rồi Chỗ hoa hoa giật mình đưa tay định cầm cảm à, liền bị cánh tay của cậu thanh niên kia kéo lại hả à, Chỗ hoa hoa rơi vào lòng của anh chàng thư sinh liền ngơ ngác cô nhìn anh ta đầu xuất hiện những dấu chấm hỏi to đùng anh thấy mình có hơi mạo phạm liền lên tiếng giải thích cho cô hiểu cắm hoa mà lên có thể là giả mạo của hoa hồng sa mạc cô nhìn anh đang giải thích cho mình thì bị ông chủ bán hoa xen ngang cậu là ai chứ đừng cho rằng trông giống người có hiểu biết về hoa liền chạy đến chỗ tôi ăn nói linh tinh người đàn ông càng nói càng bộc lộ sự hoang mang tôi tôi bán là hoa hồng sa mạc chính thống cậu đừng có tìm phiền phức cho mình không mua thì biến đi mau anh rất bình thản ngồi xuống nhìn vào khay trưng bày hoa của người đàn ông một lúc rồi cất giọng đây là miếng đệm câu thông đá ông chủ bán hoa lộ rõ vẻ lo sợ mặt kệ nét mặt của người bán hoa anh quay lại giải thích cho cô nghe khi cây bị héo thì rũ thành một đoàn gặp nước sẽ nở ra cho nên ông ta nói ngâm nước có thể sống cũng không tính là nói dối ông chủ nghe vậy liền lập tức tiếp lời tôi đã nói tôi tuyệt đối không làm chuyện thất đức rồi mà nào cô gái hai bông này 68 tệ cô muốn quét mã hay là vừa nói người đàn ông lại thuyết phục cô mua hàng của mình anh chậm rãi đứng dậy phủi tay nói tiếp nhưng mà câu đá thông chỉ có thể sinh trưởng trong bào tử cho dù ngâm nửa năm đi nữa cũng không thể nở hoa cách lừa gạt lỗi thời như vậy sao còn có người dùng chứ cô nghe thế liền nói ra thắc mắc của bản thân vậy phải làm sao hoa nở được là giả đó chính là bông hoa này anh vừa nói vừa đưa mắt nhìn bông hồng đỏ rực trong khay người đàn ông biết chiêu lừa gạt của mình bị phanh phui hết liền đóng nắp khay lại lớn giọng quát không bán nữa không bán nữa lão tử hôm nay gặp phải quỷ đúng là xui xẻo vừa nói vừa nhanh chóng bỏ đi cô tức tối mắng cái người này đã lừa đảo còn nói chuyện như vậy bỗng chuông điện thoại của anh vang lên làm cắt ngang mạch tức tối trong lòng cô anh từ tốn nghe máy alo tôi đang khảo sát thị trường hoa trong khi anh nghe điện thoại thì cô đã âm thầm đứng bên quan sát và đánh giá anh lúc người tốt này giải thích dùng từ rất chuyên nghiệp bây giờ nhìn kỹ lại anh ta cũng khá đẹp trai đó mặc cô âm thầm phán xét anh vẫn nghe điện thoại không chút để tâm đến sau khi ngưng phán xét anh thì cô đang đấu tranh tâm lý có điều mình vẫn chưa nói lời cảm ơn đã bỏ đi rồi có lẽ không lễ phép nhỉ dù sao lúc nãy anh ta cũng giúp mình khỏi lừa đảo cô ghé sát vào anh nhỏ giọng nói vừa nãy cảm ơn anh tôi anh chàng vừa nghe điện thoại vừa ra ám hiệu khẩu hình với cô, "Đợi một chút." Cô nghĩ thầm, "Vậy mình nên đi hay không đi đây?" Cô đang phân vân thì điện thoại trong túi reo lên, cô mở ra thì thấy tin nhắn từ ba cô, lão Triệu gửi đến. "Hoa Hoa gần đây thế nào? Lúc nào thì về nhà thăm ba ba? Lúc nào thì con dẫn bạn trai về gặp ba ba?" Cô cảm thấy rất ba chấm với lão ba của mình, không nhịn được kêu lên một tiếng, "A!" À, anh bên cạnh vẫn đang nghe điện thoại, "Giúp cậu." "Giúp cái gì?" Cậu vừa đáp vừa nhìn cô, người gọi cậu nhỏ giọng năn nỉ cậu, "Chuyện này quan hệ đến tự do của cả đời tôi đó." "Anh, anh trai tốt." cậu giúp tôi đi cô vẫn chăm chú nhìn điện thoại không để ý có một chiếc lá vàng mắc trên tóc cô anh vẫn nghe điện thoại nhìn thấy chiếc lá trên tóc cô như chú hamster nhỏ bị mắc chiếc lá trên đầu thấy ngứa mắt nên anh đưa tay định lấy chiếc lá trên tóc cô cô bỗng giật mình nhanh chóng lùi ra sau anh định làm gì anh vừa nói vừa vươn tay lên tóc cô tóc người ở đầu dây bên kia thắc mắc tóc tóc cái gì cô hoang mang ôm đầu như chú chuột nhỏ hoảng sợ anh vẫn rất bình tĩnh đáp lời người ở đầu dây bên kia vừa với tay lấy chiếc lá ra khỏi tóc cô thứ sáu tuần sau phòng thực nghiệm có việc nên tôi không rảnh cô ngây người nhìn anh lấy lá vàng xuống từ trên đầu mình còn chàng trai trong điện thoại anh bắt đầu năn nỉ anh đến lúc đó nói sau tôi đang bận cúp máy trước chưa để chàng trai nói xong anh liền cúp máy cô lúc này vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình nhìn chiếc lá vàng rực đặc trưng của mùa thu trong tay anh cảm thán hình thái hoàn toàn là vàng rực rất thích hợp dùng làm kẹp sách anh thấy vậy liền đưa cho cô cảm ơn cô nhận lấy chiếc lá từ tay cậu thanh niên cô vội vàng nói vừa nãy rất cảm ơn anh nếu không có anh giúp tôi nhất định tôi đã bị lừa rồi không sao thuận tay giúp thôi cô đến đây mua cây sao anh khiêm nhường trước lời cảm ơn của cô và hỏi lại cô đúng cô vui vẻ đáp hình như anh rất bận không làm phiền anh nữa tôi thấy anh có vẻ rất bận cô định đi trước nhưng anh liền mở lời mời đúng lúc tôi đến làm một nghiên cứu cô muốn mua gì tôi có thể đề xuất cho cô nhìn thấy anh hòa nhã quá cô liền đọc thoại với bản thân người này có phải quá nhiệt tình rồi không cậu nhìn xung quanh liền chỉ vào những chậu cây không xa và nói vừa nãy cô chắc là muốn mua những loại cây dễ trồng nên mới bị lừa đó nếu nâng cao mức nước chắc không cần quá nhọc lòng cô nghe anh nói liền đáp lời lúc trước trồng rồi nhưng thối hết anh nhịn cười khẽ nói như vậy nếu không ổn thì chồng thử xương rồng đi dễ sống không cần chăm sóc quá nhiều nghe những lời anh nói cô thốt lên một cách ngượng nghịu a à, thấy vậy anh liền hỏi cũng trồng rồi cô cũng trả chối mà đáp ừm anh nghe thế liền khuyên cô lần đầu tiên chồng không sống không có nghĩa là lần thứ hai cũng vậy vừa nói anh vừa tới kệ trưng những chậu xương rồng nhỏ ôn tồn giải đáp cho cô phía sau xương rồng thích ánh sáng thích nóng nhưng rất sợ nước khi trồng tốt nhất đặt ở nơi nhiều ánh sáng anh liên tục chỉ cô lấy điện thoại ra ghi chú một cách thận trọng đất có thể dùng 7 phần đất mùn cưa ba phần đất thô thêm vào đó là bột xương và cho cây cô chăm chú vừa nhập chữ ghi chú vừa lẩm nhẩm bảy phần đất mùn cưa ba phần đất thô anh cẩn thận đợi cô ghi chú xong liền nói tiếp tốt nhất là dùng chậu có thoáng khí một chút dưới đáy chậu để một chút gạch vỡ và ngói mặc dù xương rồng rất sợ nước nhưng cũng không thể không tưới có điều mùa thu và đông nên tưới ít tầm nữa tháng một lần là được anh nguyên túc chỉ cô vô thức tiến vào trạng thái chuyên nghiệp cô nghe xong không nhịn được buông lời thán phục oa anh giỏi quá xong liền nhìn vào cửa hàng hô to ông chủ chậu xương rồng này bao nhiêu sau khi mua chậu xương rồng nhỏ cô vui vẻ nghĩ lần này mình có người chỉ điểm nhất định sẽ có thể thành công chỉ cần thành công một lần mình sẽ đáng tan được lời nguyền rồi từ nay sẽ đón cuộc sống hạnh phúc cả hai đi bộ cùng nhau cô lên tiếng cảm ơn anh lần nữa hôm nay thật sự rất cảm ơn anh không chỉ giúp tôi vạch trần kẻ lừa đảo mà còn dạy tôi nhiều thức như vậy cô đưa tay về phía anh giới thiệu về bản thân tôi tên triệu mịch rất vui được làm quen anh ngơ ngác như chú nai nhưng cũng rất nhanh chóng giới thiệu bản thân và bắt tay với triệu mịch tôi là bạch gia mộc cũng rất vui được làm quen cô sau khi tạm biệt bạc gia mộc Triệu Mịch về nhà đặt chậu xương rồng nhỏ vừa mua lên bàn, dùng bút viết lên chậu số 100, bạn nhỏ thứ 100 thân mến. Cô háo hức như một đứa trẻ được cho quà tâm sự với chậu cây, nhất định bạn phải cố gắng, bạn là người vĩ đại mà, làm nhân vật chính trong tiểu thuyết nhất định không được khiến tôi thất vọng đâu đó. Triệu Mịch đang tâm tình với chậu xương rồng thì có người gõ cửa, giờ này rồi ai còn đến nữa vậy? Cô liền đóng nắp bút vừa lên tiếng hỏi, ai đấy? Vừa đi ra mở cửa, cửa vừa mở một cô gái xinh đẹp đang chờ ở đó, người đó là Thi Ngữ hiện đang là cơ trưởng, Thi Ngữ ngã vào người Triệu Mịch nũng nịu, Mịch Mịch à mình mệt quá muốn ăn cá hấp nữa triệu mịch vất vả đỡ cô bạn đang mềm yếu trên người vỗ về mình biết là cậu mà sau khi đưa thi ngữ vào phòng triệu mịch với tư cách người bạn tốt tay thì lấy nước cho bạn nhưng vẫn không quên hỏi thăm cô gần đây cậu lại bay sao đúng vậy thi ngữ như người bị hút cạn sinh khí đáp chút nữa mất mạng luôn đó sớm biết như này mình cũng làm nghề truyền thông ở nhà tốt biết bao vừa phàn nàn với triệu mịch thi ngữ vừa ngã người tựa như miếng đậu phụ mềm nhũn triệu mịch đem ra cho cô bạn một ly nước rồi nói cậu vừa mới về sau không nghỉ ngơi đi vì muốn ăn cá trái sao thi ngữ đang tựa vào ghế bỗng nhỏ người vừa hút nước vừa đáp đều không phải là vì cậu sao nếu không mình nhất định sẽ ở nhà đánh một giấc dài triệu mịch bất ngờ liền hỏi lại liên quan gì đến mình mình có thể ép cậu đến chỗ mình ăn trực sao triệu mịch bỗng nhớ đến chuyện ở chợ hoa liền kể cho thi ngữ nghe đúng rồi mình nói cậu nghe hôm nay mình đến chợ hoa suýt chút nữa đã bị lừa đó may mà có một đại nhân giúp đỡ không chỉ giúp mình chọn hoa mà còn dạy mình chăm sóc thế nào nữa cơ mình có linh cảm lần này nhất định sẽ phá được lời nguyền này thi ngữ bất lực nhìn cô bạn của mình đặt ly nước xuống mà nói đủ rồi cậu đã làm chết bao nhiêu cây rồi chứ nghe mình cậu muốn ra sa mạc sahara sao tích đức đi tha cho mấy cái cây vô tội đó đi cô chống cằm khuyên nhủ cô bạn đam mê trồng trọt của mình nếu cậu chuyển tâm tư từ việc chăm sóc cây cỏ sang tìm người yêu cậu triệu mịch liền bắt trước thi ngữ chống cằm ngắt lời cô ba mình lại gọi cho cậu à hừ cũng không tính là gọi điện thi ngữ bất lực trước hành động bắt trước của cô bạn cô thở dài nói với triệu mịch hai cậu tự nghe đi rồi lấy điện thoại ra mở tin nhắn thoại mà ba của triệu mịch gửi mình cho triệu mịch nghe tiểu ngữ à ăn cơm chưa cháu gần đây công việc có vất vả không cháu cũng biết bình thường chú bận rộn mịch mịch nó cũng không nghe lời chú hai chú lớn tuổi rồi khó trách nghĩ ngợi nhưng làm cha ai cũng nghĩ cho con mình mịch mịch đứa nhỏ này năm nay cũng đã 24 rồi còn chưa yêu đương lần nào chú đúng là không yên tâm nổi chú có một người bạn anh ấy có một cậu con trai cũng chạc tuổi các cháu thanh niên mà coi như làm quen bạn mới cháu nói đúng chứ chú giúp hai đứa sắp xếp đợi chút nữa sẽ gửi cho cháu vất vả cho cháu rồi triệu mịch nghe xong đoạn tin nhắn thoại mà ba mình gửi cho thi ngữ liền cầm nín nhưng chưa kịp nói gì thì từ điện thoại lại truyền ra giọng ba triệu mịch có điều tiểu ngữ có phải cháu cũng chưa có bạn trai không chú bên này chưa đợi hết tin nhắn thoại thi ngữ đã vội vàng tắt điện thoại hoảng loạn nói với bạn mình thì thì là như vậy thẩm nghĩ cậu đừng để ý câu cuối triệu mịch sau khi nghe xong liền thán phục ba mình ba mình cũng thật lợi hại thời gian địa điểm cũng sắp xếp xong hết rồi còn nói cậu bảo mình đến xem mắt rốt cuộc là không cho mình đường lui mà triệu mịch vừa nói xong bỗng thấy gì đó hửng mặc bên này thi ngữ đang nói giúp ba triệu mịch thật ra cũng không thể trách chú cậu là truyền thông giao tiếp có hạn chú chỉ có mỗi mình cậu là con có thể không phiền lòng sao và lại lại là con trai của bạn gặp chút cũng không sao thì bên này triệu mịch chăm chú cúi đầu nhìn tờ tạp chí xong ngóc đầu lên hỏi bạn mình cậu còn nhớ đại thần hôm nay đã giúp tớ không thì ra thật sự là đại thần a nó xong cô giơ cuốn tạp chí ra trước mặt thi ngữ hả thi ngữ thốt lên rồi chăm chú nhìn trang tạp chí triệu mịch đưa nhìn từ ảnh chân dung đến profile của anh chàng trong tạp chí sinh tháng 10 năm 1994, tốt nghiệp khoa sinh vật học thanh bắc sau khi tốt nghiệp ở lại khoa sinh vật nhậm chức phó giáo sư chủ yếu nghiên cứu các loài thực vật và hệ thống tiến hóa, có hơn 20 bài phát biểu, xuất bản 6 quyển sách, được hơn 30 trường đại học chọn là nhân tài, nhiều lần được nhận bằng khen trong và ngoài nước trong lĩnh vực chuyên ngành. Thi Ngữ cầm quyển tạp chí kêu lên một tiếng, "A, à, Triệu Mịch ở một bên dùng điện thoại tra cứu thông tin của đại thần trên mạng. Oa, wow, trên Baidu cũng xuất ra được này, thật sự là anh ấy." Thi Ngữ nhìn cô bạn mình thao thao bất diệt, có cao nhân chỉ điểm, lần này mình nhất định sẽ lấy lại được tôn nghiêm, mình không tin hoa xương rồng của mình không thể sống. Triệu Mịch vui vẻ nói, "Thi Ngữ liền ngừng sự vui mừng của cô bạn và nói, "Được được, chủ phòng của mình xin hỏi cậu muốn xử lý chuyện xem mắt thế nào đây triệu mịch sau khi bị thi ngữ làm dừng niềm vui lên ủ rũ đáp thì đi thôi dù sao cũng chỉ là đi ăn uống nói chuyện thôi bỗng triệu mịch tươi tắn hỏi thi ngữ đúng rồi có thể thay đổi địa điểm không mấy hôm trước mình có thấy một tiệm trồng cây phía trước thuận tiện thử xem có thể quay video không triệu mịch bày ra vẻ mặt danh mãnh đương nhiên coi như là điều kiện trao đổi cho bữa này của cậu cái giá phải trả cho chuyện cậu liên thủ với ba mình lừa mình xem mắt triệu mịch bỗng hóa thành ác quỷ tinh nghịch vừa vuốt má thi ngữ vừa nói hôm mình đi xem mắt thì cậu cũng đừng mơ chạy liên quan gì đến mình tiếng hét tuyệt vọng của thi ngữ vang khắp tòa nhà một buổi tối tại thành phố sầm uất những chiếc xe nối đuôi nhau trên con đường đầy ánh đèn rực rỡ bạc gia mộc đang lái xe thì điện thoại đổ chuông anh bắt máy alo đầu dây bên kia liền nói với âm thanh của nhạc như muốn đè bẹp bạc gia mộc anh anh đang ở đâu quán bar của em hôm nay khai trương anh có muốn qua đây chơi không dưới lời mời gọi cùng tiếng nhạc anh thẳng thừng đáp không rảnh trong bụng liền oán than ồn chết đi được chàng trai đầu dây bên kia vẫn không từ bỏ ngồi xổm ra sức năn nỉ bạc gia mộc anh anh tốt của em anh thương em trai đáng thương yếu đuối này đi quán ba của em khai trường anh phải đến chống lưng cho em chứ bạc gia mộc phủ phản đáp nói xong chưa xong thì anh cúp máy đây anh chàng thấy anh trai không chịu đến thì nhìn vào điện thoại dở giọng ham dọa nếu anh không đến em sẽ gọi cho mợ nói anh đang hẹn hò đến lúc đó sự trong sạch của anh sẽ hết bạc gia mộc vừa lái xe vừa nghe em trai ham dọa tức giận em chưa nói xong thì bị em trai ngắt lời gửi định vị trong quay xin rồi đó tạm tha cho anh gia mộc bạc gia mộc tiếp tục lái xe trong sự bất lực tột cùng trên đường phố tấp nập người qua lại Bạc gia mộc chậm rãi dạo bước mặc kệ bao ánh nhìn của các cô gái, anh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì thì nghe tiếng gọi lớn, "Anh, anh, anh, ở đây." Một chàng trai đang nhiệt tình vẫy tay với anh, cả hai cùng nhau vào quán bar đang khai trương của chàng trai. Đang nhâm nhi ly rượu thì chàng trai lên tiếng, "Anh, em tìm anh có chuyện thật." Cậu vừa hút ly nước vừa kể, "Không phải mấy hôm trước em gọi điện nói ba em sắp xếp cho em một cuộc xem mắt sao? Còn nói nếu em không đi sẽ đóng băng thẻ của em." Anh từ tốn uống ly rượu của mình đáp, "Không rảnh, không đi, không thường lượng." cậu em bị những lời nói của anh làm tổn thương sắp rơi nước mắt nói em là em họ ruột của anh anh em phải rút đao tương trợ mới phải thời gian đã định rồi chính là thứ sáu tuần sau mặc kệ cậu em kêu ca làm nhảm anh vẫn điềm tĩnh uống rượu đáp thật sự hết cách rồi thứ sáu tuần sau anh có tiết nghiên cứu em phải làm sao à cậu em bất lực hét lên mặc kệ những ánh mắt hiếu kỳ của mọi người xung quanh cậu nằm dài xuống bàn nói nghe ba em nói là con gái của chú triệu tên tên là gì ô hình như là triệu anh vừa nghe xong liền thất thần chốc lát thì cậu em tiếp tục nói vừa nghe đã biết không phải gu của em rồi nhưng nếu như không đi thì anh nhìn sang cậu em bình thản hỏi lúc nào mấy giờ hả cậu em ngơ ngác nhìn anh như sinh vật ngoài hành tinh rơi xuống anh mặc kệ vẻ mặt ngu ngơ của cậu em mà hỏi tiếp anh nói là gặp mặt triệu mịch vào lúc nào ở đâu cậu em ngơ ngác đáp thứ sáu tuần sau nhưng không phải anh bận rồi sao anh không trả lời câu hỏi đó chỉ bảo gửi địa chỉ qua wechat rồi bỏ đi mặc kệ cậu em trai vẫn chưa lốt kịp à, anh cậu ngồi nhìn theo anh trai tự nói với bản thân hôm nay anh bị sao vậy gặp quỷ sao một tuần sau vào một buổi tối trang triệu hoa hoa file đăng tin mới nhật ký trồng cây xương rồng lại một lần nữa thất bại đại thần cũng không cứu nổi thuộc tính sát thủ cây cối của tôi nếu như có tỉ muội nào cũng có thuộc tính giống như vậy thất bại 100 lần có thể chỗ tôi đổi một chậu trồng cây và một cây xương rồng bị thối dễ triệu mịch nằm rớt nước mắt vừa đăng tin vừa nói với bản thân lại thất bại rồi nghiêm túc tưới nước bón phân cũng không sống nổi không để ý đến cũng không sống nổi trên đời này thật sự có sự tồn tại của huyền học bát tự của mình với hoa cỏ đúng là không hợp mà triệu mịch đọc những gì cư dân mạng đã bình luận trên bài đăng của cô đếm số lần trồng cây của hoa hoa mọi người làm tròn rồi. Chúc mừng hoa hoa của chúng ta đã đạt được thành tích trồng chết 100 trên 100 cây, tôi sẽ trồng, tôi sẽ thối, hay là chính ta từ bỏ tranh luận đi, hỉ muội hôm nay có viết không? Đề cử một chủ phòng về trồng cây a còng bạc gia mộc, sau khi đọc bình luận của mọi người, Triệu Mịch thầm nghĩ, đừng nói đại thần, cho dù là đại thần cũng không cứu nổi đâu. Cô đang nằm đọc tiếp bình luận thì bạc gia mộc đã bình luận bài đăng của cô, bạc gia mộc, người mới, chuyện trồng cây không có huyền học. Nếu như hiểu đặc tính của thực vật thì có thể, à, hả? Triệu Mịch đang xem bình luận phải thốt lên, liền bật ngồi dậy, đây không phải là đại thần lần trước sao triệu mịch vào trang cá nhân của đại thần thấy những đề cử trồng cây trong nhà không kìm được liền cảm thán lợi hại quá mặc dù đề là văn chương khoa học nhưng viết rất thú vị không khô khăn một chút nào nhưng cô chợt nhớ ra đợi đã ngay cả đại thần cũng không cứu nổi mình vậy cả đời này của mình chỉ có thể từ bỏ thôi sao trái tim lẫn cơ thể của triệu mịch như tách đôi cô tiếp tục nằm xuống suy nghĩ lại nói hot blog giờ như này có phải rất ít người xem tin nhắn không tiểu ngữ lại không có hứng thú với hoa cỏ triệu mịch chống cằm tiếp tục suy nghĩ mình lại không có ních phụ nghẹn cả một bụng mà không có chỗ nói dù sao anh ta cũng không xem cô nở một nụ cười mang theo tia danh ma triệu mịch tưởng tượng bạc gia mộc là một cái cây to cô cứ thỏa sức bộc lộ những gì uất nghẹn trong cô điên cuồng gõ chữ tốc độ gõ ngày càng nhanh triệu mịch khẽ vươn vai vù nói ra hết quả nhiên thoải mái hơn rất nhiều cô tràn ngập sảng khoái sau khi tuông trào những uất nghẹn đó triệu mịch xuống khỏi giường đi tắm thôi bên này một chiếc điện thoại liên tục nhảy tin nhắn một bàn tay cầm điện thoại lên bạc gia mộc vừa tắm xong trên người độc nhất một chiếc khăn choàng ngang eo lộ rõ thân hình săn chắc điện thoại liên tục nhảy thông báo bạn có một tin nhắn mới a còng triệu hoa hoa phai bạn có một tin nhắn mới a còng triệu hoa hoa phai bạn có một tin nhắn mới a còng triệu hoa hoa phai anh vuốt tóc thẩm nghĩ hoa hoa mở ra xem thì một tràn tin nhắn hiện ra nếu không tôi vẫn bị lạn hu 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 tôi là phế vật anh nhìn xem trước kia nó khỏe mạnh thế nào giáo sư bạc cứu tôi sau khi đọc xong tin nhắn bạc ra mộc chỉ buông nhẹ một câu này là nghẹn một bụng rồi anh không chỉ không tức giận khi bị làm phiền mà còn hồi tưởng về quá khứ vẫn dễ thương như lúc nhỏ xung quanh anh toàn những tin nhắn cầu cứu của a còng triệu hoa hoa phai đại thần cứu tôi, giáo sư, bạc giáo sư. Vào một buổi sáng thứ sáu, trời mùa thu trong xanh cánh chim bay trên bầu trời, em họ của bạc gia mộc đang ngồi trên xe vẻ mặt rất hoang mang hỏi, anh, rốt cuộc em xem mắt hay là, bạc gia mộc vẫn chăm chú lái xe không để ý đến chàng trai kế bên, anh xem mắt vậy, cậu em rất ba chấm nhìn anh họ mình, tóc tai chỉnh tề, phát sáng như kim cương, thậm chí còn chuẩn bị thêm trang sức làm tôn nên vẻ điển trai của mình, sao em cảm giác anh còn tích cực hơn em nữa, cậu em trầm ngâm lên tiếng, cả hai ngồi trên xe di chuyển đến điểm hẹn xem mắt thì bỗng, ha, cậu em có vẻ buồn ngủ bạc gia mộc ngồi cạnh liền nhấn nút hạ cửa xe xuống a à, gió mùa thu bon thêm lá cây như tát thẳng vào mặt cậu khiến cậu không kịp trở tay ho khan vài cái cụ khụ như bạc gia mộc ngồi cạnh vẫn điềm tĩnh như tượng tiếp tục lái xe cậu em họ vội quay qua chất vấn vẫn không quên phủi bụi trên người mình bạc gia mộc có phải anh cố ý phải không bạc gia mộc điềm nhiên đáp nhìn bộ dạng cậu xem có chút lễ nghi cơ bản nào không cậu em họ vội vàng thanh mình như loại xem mắt thương nghiệp ai cũng biết đi cho có mặt thôi mà cậu khoanh tay tiếp tục nói lại nói cái gì cái gì mịch triệu mịch tên nghe như đàn ông vậy tuổi cũng lớn hơn em nói không chừng là bất nam bất nữ vừa nói xong cậu được anh họ yêu thương tặng cho một cú đấm trời dáng, cậu uất ức ôm má nói vãi anh đánh em làm gì chứ bạc gia mộc mặt tỉnh như rồi đáp mũi cậu hét lên với anh mũi mẹ nó no tháng 10 rồi lấy đâu ra mũi nữa chứ chưa phát hết ớt nghẹn cậu nói tiếp lại nói có ai đánh mũi mà lại dùng nắm đấm chứ tại một quán cà phê xe của bạc gia mộc và em họ dừng chờ người qua đường bạc gia mộc nhìn thấy triệu mịch ăn mặc xinh đẹp đi ngang qua anh thầm cười nghĩ cô ấy đây rồi liền quay sang em họ như ác ma ra lệnh cậu xuống xe trước đi tôi đi đậu xe cậu em vẫn còn uất ức vì cú đấm yêu thương ban nãy hu hu thi ngữ đang đợi ở quán cà phê thì triệu mịch đi đến tiểu ngữ ở đây triệu mịch hôm nay mặc một bộ đồ rất năng động chào hỏi thi ngữ thi ngữ thấy vậy liền chất vấn cậu ăn mặc kiểu gì vậy sớm biết vậy thì mình đã không đến hai chúng ta rốt cuộc thì ai mới là người đi xe mắt chứ triệu mịch ôm tay cô bạn mình từ tốn nói mình thấy khá tốt mà lại nói vốn dĩ là muốn cậu giúp mình chuyển lực chú ý như vậy cũng tốt cậu thật là thi ngữ hết cách với cô bạn này của mình cả hai đứng thập thò ngoài cửa nhìn vào trong không phải đã hẹn lúc này gặp ở cửa rồi sao hay là vẫn chưa đến hay vào luôn rồi cả hai cứ thao thao bất diệt không để ý có một chàng trai sau lưng hai người chàng trai lên tiếng hỏi xin chào có phải triệu mịch không hai cô gái nghe vậy liền quay đầu lại nhìn triệu mịch lên tiếng đáp đúng vậy cậu là còn thi ngữ bên cạnh vẻ mặt có chút ngơ ngác em họ bạc ra mộc đứng hình vài giây sau đó liền tay tay bắt mặt mừng với thi ngữ chào cô triệu mịch tôi là cố sùng rất hân hạnh được gặp cô trong khi cố sùng nhiệt tình trò hỏi thì thi ngữ lộ rõ vẻ mặt rất ư là ba chấm triệu mịch đứng cạnh như chưa lốt kịp tình huống đang diễn ra thi ngữ lấy lại vẻ bình tĩnh liền dập tắt sự nhiệt tình của cố sùng cậu vui mừng quá sớm rồi tôi không phải triệu mịch cố sùng như robot hết pin lên tiếng hả cậu bối rối buông tay thi ngữ ra gãi đầu bụng thầm nói ngại ngại quá đi triệu mịch đỡ lời giúp cậu ai là triệu mịch cũng không quan trọng dù sao cũng cùng nhau cô ấy là đang nói triệu mịch cảm giác có người đang đi tới đưa mắt nhìn sang hửng nhìn thấy nam nhân có chút khó hiểu lên tiếng giáo sư bạc trong quán cà phê cả bốn người đang ngồi đó phục vụ mang cà phê lên xin chào cà phê của quý khách bên cố sùng mặc kệ phục vụ đang nói gì cậu như chúng tên của thần tình yêu nhìn thi ngữ hi hi còn cô thì chắn ghét ra mặt hừ bên này triệu mịch nhìn bạc gia mộc đang nhâm nhi cà phê lòng đầy thắc mắc sao ngay cả xem mắt cũng gặp anh ấy nữa cô cầm quyển menu như không muốn anh ấy thấy ánh nhìn như phán xét của mình chắc anh ấy không thấy tin nhắn của mình đâu nhỉ nhưng mà nhỡ đâu nhìn thấy chả phải phát hiện mình rất ngốc sao triệu mịch hồi tưởng lại ngày đó nói sảng của mình thấy bầu không khí khá ngượng nghịu cố dùng lên tiếng hỏi thi tiểu thư cũng là tiếp viên à ngầu quá tôi dùng bái tiếp viên hàng không lắm hay là chúng ta trao đổi wechat đi vừa nói cố dùng như muốn thành cuốn quẩy đuôi bên cạnh thi ngữ thi ngữ ra ám hiệu với triệu mịch cứu mạng a nhìn ánh mắt cầu cứu của cô bạn triệu mịch như không quan tâm cầm quyển menu che mặt o oh, thấy tình hình quá căng thẳng triệu mịch đành lên tiếng không biết cố tiên sinh bình thường có sở thích gì không tôi rảnh rỗi sẽ thích trồng hoa nuôi cỏ hoa lan mấy ngày trước còn chưa nở thi ngữ ngồi cạnh vừa uống cà phê vừa nghe bạn mình luyên thuyên nhưng cố sùng không đáp lời cô vẫn một mực hưởng phấn nhìn thi ngữ làm cô ấy sặc cả cà phê triệu mịch hoang mang thầm nghĩ trong bụng trời ơi cứu tôi rốt cuộc mình đang nói cái gì vậy thi ngữ nghe vậy liền hỏi cô bạn mình này hoa lan của cậu không phải là giả sao cô toát mồ hôi nghĩ cái này còn chưa kịp nghĩ đã nói ra rồi bạc gia mộc ngồi đối diện nghe thế liền cất giọng hỏi sao lại phải mua hoa giả triệu mịch thở dài chống cằm nói ra những uất ức trong lòng với bạc gia mộc sát thủ thực vật như tôi chuẩn bị rửa tay gác kiếm rồi không tiếp tục tàn sát thực vật nữa nên mua hoa giả ngắm cho đỡ nghiền thôi thi ngữ nghe cô bạn nói thế liền thắc mắc trong bụng hửng bộ hai người này quen nhau sao thi ngữ bên cạnh triệu mịch đang định nói hoa hoa thì bỗng cảm giác như có ai đó đang bắn tim về phía mình cô đưa mắt nhìn về phía đó thì thấy cố sùng đang nhìn mình bắn tim liên tục nhìn thấy cậu ấy như biến thành một chú chó nhỏ muốn chủ cưng nựng vuốt ve mà đầu đầy ngượng nghịu ừm nhưng cùng lúc đó tiếng phục vụ vang lên xin chào thức ăn của quý khách đã lên đủ mời dùng bữa mọi người ăn uống vui vẻ thì bạc gia mộc nói với triệu mịch tôi thấy cây xương rồng này đi cô có thể cắt dễ đi trồng lại nó có thể sống rồi đưa điện thoại về phía triệu mịch cô vui vẻ hỏi thật sao thật anh nghiêm túc nói cô liền tìm gì đó trong túi sách sau đó lấy ra một quyển sổ nhỏ và một cây viết nghiêm túc hỏi bạc gia mộc cắt đi là được rồi sao nhưng nhỡ đâu nó không sống tiếp được thì sao bạc gia mộc kiên trì giải đáp vậy tốt nhất là dùng dụng cụ đã được khử độc để cắt và để ở chỗ thông gió cho khô ừ, ừm ừm triệu mịch chăm chú nghe và ghi nhớ những gì anh nói thi ngữ bên cạnh uống từ ngụm cà phê nghe cố dùng nói chị xem duyên phận có bao nhiêu trùng hợp chứ bình thường anh tôi sẽ không nói nhiều như vậy cậu quay sang thi ngữ tiếp tục nói chị chị thấy chúng ta có phải cũng có duyên phận không thi ngữ đang ngồi mỉm cười bỗng nhòm người về phía cố sùng, tay lấy một mảnh giấy đỏ mắc trên cổ cậu, làm cậu đứng hình một nhịp. cô giơ mảnh giấy đỏ trước mặt cậu, cố sùng cầm lấy, không sợ mảnh giấy có thể làm mình mất điểm thanh lịch trong mắt thi ngữ, mà còn cười tươi nói, không thử thì làm sao biết chứ. cố sùng tiếp tục tấn công thi ngữ, cậu áp mặt mình gần mặt cô nhất có thể cất giọng như thiếu nữ mới lớn nói, thật sự không thể kết bạn quy chat sao, làm cô hơi chữ người. chị, tiếng gọi đã làm thi ngữ chợt tỉnh. cô ngồi lại ghế khoanh tay né tránh ánh mắt của cậu, còn triệu mịch bên này như học sinh chăm chỉ ghi chú những gì giáo sư bạc chỉ bảo có thể dùng quạt nhỏ để thổi quạt sau đó như nào cô múa bút rất ư là chuyên nghiệp như có thể thành một tác phẩm văn học mà quên cô bạn bên cạnh đang rơi vào tình huống khó xử cần trợ giúp của mình bạc gia mộc thấy cô chăm chú ghi ghi chép chép liền lấy bút của cô nói hay để tôi viết cho làm triệu mịch đang ghi thì ngơ ngác như nai vàng anh lấy được sổ và bút thì chăm chú ghi lại những gì cần lưu ý cho triệu mịch lúc này triệu mịch hết làm nai liền lên tiếng bạc giáo sư nhưng rồi cô cũng mỉm cười nghiêng đầu đặt câu hỏi học sinh của anh chắc sẽ không trốn tiết đâu nhỉ nếu giáo sư đại học của tôi cũng đẹp trai như vậy tôi chắc chắn sẽ nghiêm túc nghe giảng bạc gia mộc nghe cô nói thế liền khiêm tốn nói cảm ơn có cơ hội nhất định sẽ mời cô đến nghe giảng xong anh đưa sổ ghi chú và bút lại cho cô động tác cụ thể và việc cần chú ý tôi đều viết hết ra rồi nếu như có gì không hiểu có thể tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi triệu mịch vui vẻ nhận lại sổ nói được tôi cũng hồi tưởng lại thời đại học nói xong cô nhìn quyển sổ cảm thán oa wow, viết kỹ quá nhưng triệu mịch sực nhớ à đợi đã bình thường anh còn đọc tin nhắn sao cô cẩn trọng hỏi lại bạc gia mộc anh thấy cô như vậy mỉm cười chỉnh lại kính đáp trùng hợp vừa hay nhìn thấy Cô ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng đã khóc và có thể lấp đầy sa mạc bằng nước mắt của mình, cảm ơn. Chỉ có thế giới tôi xấu hổ sinh ra, bỗng cố sùng lên tiếng kêu cô, "Chị Triệu Mịch, chúng ta thêm bạn tốt đi." Cô xoay qua thấy một chiếc điện thoại đưa về phía mình. Cô sùng thấy cô có vẻ chưa lốt kịp liền nói tiếp, "Nhớ đâu trong nhà nói gì thì chúng ta hỗ trợ nhau che giấu." Cô nhìn về cô bạn yêu dấu của mình nghĩ, thì ra là bị cản trở ở phía Tiểu Ngữ. Triệu Mịch đáp, "Có thể thì có thể." Cô đưa ngón tay ra và nói, "Nhưng có điều nếu như cậu muốn xin WeChat của Tiểu Ngữ từ chỗ tôi thì có thể sẽ khó khăn đó, khúc tuyến cứu nước không thông." cố dùng bất mãn tựa người vào ghế thở dài à sớm biết thế em đã không dẫn theo anh em đổi thành một anh chàng đẹp trai khác kết bạn wechat với chị cũng được cậu nhìn sang anh trai mình tiếp tục than vãn chị không biết đó anh trai em chưa từng kết bạn với người lạ con đường cứu nước không thể dựa vào anh ấy rồi nhưng cậu lại bị hành động của anh họ yêu quý và xém lệch cả hàm để tôi quét cô được cố dùng lên tiếng chất vấn anh trai mình bạc gia mộc anh đâu cần phải gấp gáp và mặt em thế đâu bạc gia mộc mặc kệ em mình nói với triệu mịch tôi không dùng weibo nếu có gì muốn hỏi thì có thể nhắn tin qua wechat Triệu Mịch đáp lại lời dặn của anh, trên đường từ quán cà phê về nhà, Triệu Mịch và Thi Ngữ đi cùng xe, thì Thi Ngữ bắt đầu phàn nàn với cô bạn mình. Cái tên cố sùng đó vừa nhìn đã biết không đáng tin rồi, Thi Ngữ vừa lái xe vừa tiếp tục nói, chắc là còn chưa tỉnh rượu đã bị anh trai bắt đi xem mắt, có điều anh trai của cậu ta không tồi. Triệu Mịch ngồi cạnh nghe Thi Ngữ nói tay vẫn lật từ trang sổ ghi chép, Thi Ngữ cũng chả quan tâm bạn mình có nghe không, đưa mắt nhìn ra ngoài, cũng chả trách mình nói cái tên bạc da mộc này quá quen tai, thì ra hắn chính là đại thần mà cậu đã gặp ở chợ hoa, cô quay lại chăm chú lái xe nói như vậy hai người đúng là có duyên à dù sao cũng kết bạn rồi cứ nói chuyện thôi bây giờ triệu mịch mới đáp lời thi ngữ nói không không thì bỗng có gì trong quyển sổ làm cô hơi ngạc nhiên ừ thì ra là lời ghi chú của bạc gia mộc một ba năm xxxx hai ba sáu chín có vấn đề gì có thể gọi điện cho tôi bất cứ lúc nào triệu mịch thầm nghĩ không dùng weibo thì có thể trùng hợp nhìn thấy tin nhắn của mình không kết bạn wechat nhưng lại để số điện thoại trên sổ cô chống cằm nhìn quyển sổ tiếp tục nghĩ xem ra bạc gia mộc cũng không thành thật hơn cố dùng là bao nhiêu Thang máy đã đến tầng 16, Triệu Mịch đang nói chuyện điện thoại bước ra khỏi thang máy, đầu dây bên kia nói: "Không ngờ mình còn ăn trực được một bữa cơm của chậu xương rồng nữa." Triệu Mịch đáp lời điện thoại tay còn lại cầm túi đồ nấu ăn, "Đây không phải là sự sống lại của xương rồng sao? Đây là bữa tiệc chúc mừng cuối cùng mình cũng tháo gỡ được danh xưng sát thủ thực vật." Thi Ngữ vừa lái xe vừa đáp lời Triệu Mịch, "Được rồi, cậu nên cảm ơn giáo sư bạc đi. Mình còn một cái đèn đỏ nữa sẽ đến, cúp máy đây." Trước trong phòng Triệu Mịch, cây xương rồng thứ 100 của cô đã tươi tốt trở lại, "Hi hi, cô vui vẻ chụp hình lại và gửi đi." sau đó liền gửi kèm một đoạn tin nhắn thoại cảm ơn thầy giáo bạc cảm ơn sự chỉ điểm của thầy hoa xương rồng của tôi đã sống lại rồi có cơ hội tôi nhất định sẽ mời anh một bữa ăn báo đáp ơn cứu mạng của anh với hoa xương rồng điện thoại bạc gia mộc bên này reo lên mở ra liền thấy tin nhắn của triệu mịch cố dùng đứng bên cạnh anh nhìn ngó cảm thán em nói này phúc lợi trong trường của anh cũng quá tốt rồi sắp xếp cho giáo sư một ký túc xá tốt như vậy cậu đảo mắt quanh căn phòng đang chất đầy đống đồ của anh cậu bạc gia mộc mắt xem điện thoại thắc mắc hoa hoa nhưng vẫn giải đáp cho cậu em họ năm nay mới tuyển thêm không ít giáo viên đồ của tôi ít có xe cũng tiện ở đâu cũng được tin nhắn thoại của triệu mịch gửi anh vang lên có cơ hội nhất định sẽ mời anh một bữa báo đáp ơn cứu mạng của anh với hoa xương rồng tin nhắn thoại vừa kết thúc thì bên cạnh vang lên tiếng bước chân bạc gia mộc và cố sùng nhìn sang thấy triệu mịch tay đang xách đồ triệu mịch ngạc nhiên khi nhìn thấy anh giáo sư bạc cố sùng ghé đầu gần anh trai mình hỏi nhỏ thì ra anh chuyển đến đây là vì triệu mịch à anh liền lên tiếng phản bác đừng có nói bậy bạc gia mộc nghĩ thầm có mục đích cá nhân nếu không sẽ không tự động xin chuyển ra ngoài nhưng đúng là không ngờ lại gần triệu mịch như vậy kết thúc suy nghĩ thì anh cũng chào hỏi triệu mịch như cô thấy lần này đúng là trùng hợp không ngờ có thể gặp nhau cô dùng bên cạnh cũng lên tiếng chào triệu mịch nghiêng người nhìn những chiếc thùng chất đầy hỏi trường các anh thuê nhà cho giáo viên ở đây sao vậy đúng là không tồi nha cô dùng nghe thế vội tân bốc anh trai lên tận cung trang chơi với chị hằng luôn chả không dù sao anh của tôi tuổi trẻ tài cao mà bạc ra mộc nhìn triệu mịch sờ cầm nói nếu đã gặp nhau thì hôm nay đi thấy anh nói vậy triệu mịch hơi khó hiểu Bạc gia Mộc thấy thế liền giơ điện thoại ra trước mặt Triệu Mịch nói tiếp, "Không phải muốn mời tôi ăn cơm sao, chọn ngày không bằng gặp ngày, hôm nay đi, buổi sáng thời tiết mùa thu mát mẻ không nóng bức như hè cũng không lạnh buốt như đông." Gió thổi làm chiếc màn đung đưa theo gió, Cố Sùng ngồi trên ghế trong phòng bỗng bất đắc dĩ hóa thành bóng đèn nhìn oát nhưng cậu ta không cô đơn. Trong phòng còn có Thi Ngữ đang bị Cố Sùng liên tục bắn tim bay về phía mình và một chú chó lông trắng là nhân đôi bóng đèn. Cố Sùng nhìn Thi Ngữ một cách lộ liễu làm cô thắc mắc hỏi, "Xin hỏi, bộ trên mặt tôi có thức ăn sao?" Cố Sùng vẫn tiếp tục nhìn cô đáp, ừ, "Ừm ừm." làm cô cạn mẹ lời thấy bạn rơi vào tình huống khó xử mà không thể dùng nụ cười tự tin phá vỡ thì triệu mịch nhanh chóng ra tay cứu cô bạn mình sao cậu lại dắt theo di phát tài tới đây không phải mình sắp phải bay sao mang qua đây cho cậu chăm sóc hai hôm thi ngữ từ tốn trả lời vì sự xuất hiện của chú chó nhà mình bỗng có hai đôi đũa gắp cùng một món trong một đĩa thức ăn thấy vậy bạc gia mộc lên tiếng xin lỗi triệu mịch cũng ngước nhìn anh cô trước đi sau đó anh liền nhường cô anh trước anh trước đi cô bối rối nhường lại anh sau đó cũng có hai đôi đũa gắp cùng một món trong một đĩa thức ăn triệu mịch thốt lên hai người lại gấp chung một món nữa rồi. Thi ngữ đối diện lên tiếng. Một bàn đầy thức ăn thế mà đũa của hai người lại có thể đánh nhau. khẩu vị cũng giống nhau vậy sao? Bên cạnh Di Phát Tài đứng nhòm người lên ghế của cố dùng làm cậu không biết phải làm sao. Nghe Thi Ngữ nói vậy, bạc gia mộc cũng không vội vàng từ tốn đáp. Tôi cũng là người an thành, khẩu vị giống nhau cũng là điều bình thường. Bạc gia mộc lấy một chén canh đặt cạnh triệu mịch. Thi Ngữ thấy vậy lại nói, a thì ra là người cùng quê. Nhưng trong lòng nghĩ còn lấy canh cho người cùng quê nữa cơ. Triệu Mịch ngơ ngác nhìn bạc gia mộc nghĩ, cùng quê. Thi Ngữ thấy vậy lên tiếng thức ăn cho chó mình để quên ở trong xe rồi đợi ăn xong mình đi lấy bỗng một cánh tay đầy lông chó giơ cao lên như học sinh tiểu học hay là hay là giao di phát tài cho tôi đi tôi thích cún nhỏ dễ thương nhất cô dùng ôm chó nhỏ của thi ngữ nói sợ cô không đồng ý cậu tiếp tục thuyết phục cô nhà tôi có chỗ trống đồ cũng không nhiều không sợ đi bệnh hơn nữa tôi cũng không bận sáng trưa chiều tối đều có thể dắt chó đi dạo bạc gia mộc ngồi đối diện nói chống sao từ nhà cậu toàn là mô hình không sợ đi bậy sao trong đầu anh hiện lên hình ảnh của cậu em họ trước đây tay cầm gậy chắn trước đống mô hình mặt kiểu đừng động vào mô hình của em tránh sinh ra thương tổn nghe anh trai vạch mặt cậu liền vẫy tay thanh minh mô hình để trong phòng là được hơn nữa di phát tài rất là dễ thương mà sao có thể đi bậy trong nhà xong quay qua chú chó hỏi đúng chứ di phát tài chú chó cũng đáp lời cậu uông thấy khó xử triệu mịch lên tiếng cái đó hay là vẫn để ở nhà tôi đi di phát chưa nói xong thì triệu mịch đã bị cô bạn xe ngang được thôi thi ngữ quay sang cố sùng vậy di phát tài làm phiền cậu rồi nghe cô nói vậy mà cố sùng đang ôm chó nhỏ mặt đỏ bừng như vừa uống cả chai rượu bên ngoài gió thổi lá vàng bay bạc Gia mộc tay cầm ly nước tựa vào cửa ngắm nhìn lá bay theo gió phía sau cố sùng đứng cạnh thi ngữ hỏi bình thường chị thích loại nhạc nào còn triệu mịch ôm di phát tài trong lòng vừa xem máy tính vừa thủ thỉ với chú chó nhỏ phát tài nhìn xem chú chó khác biết mua đồ rồi mày cũng phải học đi bạc gia mộc đang ngắm khung cảnh bên ngoài thì ừm anh ngẫn người nhìn xuống những chậu trống dưới sàn và một chậu xương rồng được điền một trăm nổi bật nhất anh cười nhẹ khẽ nghĩ đúng là dòng duy nhất tại sao giáo sư bạc lại biết được địa chỉ của hoa hoa nguyên nhân của địa chỉ là vào hôm nọ ba của cố sùng gọi cho bạc gia mộc gia mộc à con cũng biết cố sùng gần đây đang tiếp xúc với con gái của bạn ta vốn dĩ muốn hỏi tiến triển thế nào nhưng nhóc con đó không biết trốn đi đâu rồi cũng không chịu nhận điện thoại của ta đây là địa chỉ của triệu mịch mà chú triệu đưa cháu là anh có thời gian thì dạy bảo nó rảnh rỗi thì mua trà sữa đồ ngọt gì đó đi bạc gia mộc nâng tay sửa kính mắt lộ ra kia tinh danh đáp cháu biết rồi cậu một ngày mới như mọi ngày của mùa thu triệu mịch đang làm việc trên máy tính bỗng nhớ ra người an thành cô ôm một bên gối nghĩ mình chưa từng nói cho bạc gia mộc biết mình là người ở đâu sao anh ấy lại biết nhỉ đang chìm đắm trong suy nghĩ thì điện thoại triệu mịch vang lên thông báo người bên kia gửi một tệp tài liệu đây là tài liệu tôi tiện tay sắp xếp về tập tính sống của các loài thực vật sau này nếu cô có trồng cây thì xem không phải tất cả các loại hoa đều thích nóng thì ánh sáng tốt nhất là làm phép so sánh sau khi đọc xong tin nhắn triệu mịch mở tập tài liệu ra xem thử trang một trên mười hơn tám chữ còn bảo thuận tay đúng là đàn ông cứng miệng mà còn có đang đánh giá bạc gia mộc thì triệu mịch bị tiếng thông báo trong điện thoại làm cho giật mình mai cô có rảnh không tôi muốn đến siêu thị mua chút đồ dùng nhưng tôi mới chuyển đến không rõ siêu thị ở đâu có thể làm phiền cô dẫn tôi đi một lần được không triệu mịch thấy tin nhắn nhờ giúp đỡ của bạc gia mộc thì hoang mang nhanh chóng gọi cứu viện cậu nói xem anh ta là có ý gì bên này thi ngữ điềm nhiên nói không có chuyện gì mà dâng hiến không phải gian thì cũng là trộm không phải vì tiền thì cũng vì người nhưng mà bạc gia mộc không có thiếu tiền a triệu mịch trầm ngâm sau khi nghe bạn mình phân tích sau đó cô trả lời tin nhắn cho bạc gia mộc được không thành vấn đề ngày hôm sau tại siêu thị triệu mịch ngơ ngác khi vô tình gặp bạc gia mộc đang đi chợ thấy anh đang chăm chú chọn đồ cô đỏ mặt thầm nghĩ đáng ghét được người như bạc gia mộc ân cần trong lòng đúng là được thỏa mãn sau đó cô quay đi đến gian hàng đồ ăn vặt và ngũ cốc cô hứng hở chọn trước tiên mua cái này đi nhưng cô với không tới món đồ trong bụng oán trách sao để cao quá vậy đúng lúc cô nghe thấy tiếng xe đẩy phía sau hả nhìn sang thì thấy bạc gia mộc đang đi ngang thấy thế cô liền phấn chấn tinh danh nghĩ rằng hi hi đây có phải là bắt đầu đoạn phim phải không sau đó bạc gia mộc sẽ giơ tay lấy giúp yến mạch mà mình muốn đặt đồ trên giá thấp cong eo đến trước mình ngữ khí ấm áp hỏi có phải muốn cái này không triệu mịch liền ôm mặt phải trả lời thế nào mới không lộ ra vẻ đắc ý đây như này quá phấn khích rồi vừa suy nghĩ cô vừa ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình triệu mịch quay ra sau thấy bạc gia mộc đã gần tới chỗ mình đến rồi càng ngày càng gần tiếng bước chân ngày một gần cô hơn triệu mịch nhắm chặt mắt nghĩ nói cảm ơn trước hay là đẩy ra mà đẩy ra thì không ổn trong phim diễn cảnh phía sau thế nào vậy cô kết thúc suy nghĩ xoay người lại giơ tay lên cao thì hả bạc gia mộc lướt qua như một người xa lạ triệu mịch như bị ai đóng băng sau đó liền lên tiếng gọi bạc giáo sư bạc nghe tiếng gọi bạc gia mộc dừng lại tiến lại gần triệu mịch híp mắt nhìn cô làm cô hơi hoảng sợ ô thì ra là triệu mịch bạc gia mộc sau khi quan sát nói thì ra là vì không đeo kính triệu mình nghĩ cô liền chỉ lên món đồ trên kệ cái đó anh có thể lấy xuống giúp tôi không nó đặt trên cao quá tôi không lấy được bạc gia mộc sau khi nhìn liền đáp không thể hả cô thắc mắc độ cao này tôi cũng không với tới đợi một chút thấy cô khó hiểu anh liền giải đáp trong tưởng tượng của triệu mịch hình ảnh bạc gia mộc đi tìm nhân viên siêu thị mượn thang tưởng tượng này không giống mình tưởng tượng phán đoán sai lầm rồi triệu mịch ôm mặt trầm tư nghĩ tại tòa nhà triệu mịch và bạc gia mộc cả hai đang đứng đợi thang máy triệu mịch ủ rũ tự trách trong lòng mất mặt đúng là mất mặt quá đi cái gì mà ân cần chứ nói không chừng anh ta chỉ tốt tính mày nên tỉnh táo chút đi triệu mịch à đến khi cùng vào thang máy với bạc gia mộc cô vẫn chưa thoát khỏi suy nghĩ của mình anh định bấm đóng cửa thì bỗng một nhóm nhân viên sửa chữa chen vào đợi chút họ đi vào chèn ép bạc gia mộc và triệu mịch vào góc thang máy anh liền quay lưng chắn cho cô thì thầm nhẫn nại một chút cô ở trong lòng anh ngửi được mùi hương thoang thoảng từ áo anh là mùi tuyết tùng nhỉ thơm quá sau một lúc cả hai cùng ra khỏi thang máy bạc gia mộc vội vàng nói xin lỗi vừa rồi trong thang máy đông quá không sao cô bình tĩnh đáp đúng là gần đây nhiều người chuyển nhà sửa nhà quá nhà anh còn cần tu sửa thêm gì không bạc gia mộc không nhanh không chậm đáp lại cô có nghĩ đến nhưng tôi không muốn giao cho công ty sửa chữa nhưng lại không có thời gian tự làm nên sau này nói đi bỗng nhiên cô nghĩ đến chủ đề này liền vỗ tay vào ngực bảo bạc gia mộc hay là để tôi giúp anh đi thấy anh chưa định hình được triệu mịch chấp tay nhìn bạc gia mộc giải thích tôi luôn muốn làm một video cải tạo trang trí nhà nhưng vẫn không có cơ hội thực hiện anh yên tâm phong cách và yêu cầu đều làm theo suy nghĩ của anh tôi phụ trách chọn lựa và làm nghe cô trình bày anh liền đồng ý với cô được nghe vậy cô liền đưa ra đề nghị làm một giao dịch tôi thầu cơm ngày ba bữa của anh trong một tháng phong cách tôi sẽ không làm loạn nhất định sẽ tôn trọng ý kiến của anh nếu còn không được bạc gia mộc và triệu mịch đã đi đến cửa nhà anh anh liền nói ba tháng hả cô ngơ ngác trước lời nói của bạc gia mộc bao cơm tôi 3 tháng nhà tôi tùy ý cô vừa giải thích anh vừa mở cửa nhà được thành giao cô liền đồng ý và giơ tay định đập tay với anh như nhận ra mình hơi phấn khích quá a à, vừa định rút tay lại thì bạc gia mộc đã đập tay với cô thành giao khiến cô ngỡ ngàng vào buổi tối tại nhà triệu mịch điện thoại cô hiện lên có thông báo cô đặt các bản thiết kế xuống kiểm tra điện thoại cô gửi bản thiết kế sang cho bạc gia mộc anh xem cái này thì sao ừm rất đẹp sau khi nhận được lời nhận xét từ chủ nhà về bản thiết kế triệu mịch nhanh chóng gửi tin nhắn đáp lại bạc gia mộc ok rồi nói lớn cuối cùng cũng qua rồi Xong nằm dài xuống bàn xem điện thoại thẩm mỹ ủ bạc gia mộc sẽ không phải là cung sử nữ chứ mình đã đề xuất 8 phương án thì mới có một cái có thể dùng được cô nhớ lại những gì bạc gia mộc vừa nói cái này có thể phóng to đồng thời thu nhỏ không cảm giác không đúng lắm cô tựa mặt lên tay may mà anh ta không phải bên a nếu không chắc chắn sẽ bị mắng a bỗng ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện của ai đó ai nói số nhà đi đi về phía trước một chút làm triệu mịch tò mò nhìn về phía cửa bên ngoài bạc gia mộc đang được một người dìu về nhà cậu nghiêm trọng như vậy phải đi đến bệnh viện chứ cứng đầu làm cái gì anh cương quyết nói không đi người bên cạnh nhìn anh ôm bụng đau đớn ra sức khuyên bảo không phải chứ cậu đã đau đến mức thần trí không thể tỉnh nữa rồi lỡ buổi tối chết ở trong nhà thì phải làm sao bạc gia mộc nhìn sang nói cậu có thể nào nói lời tốt đẹp chút được không nghe tiếng nói chuyện khá lớn triệu mịch mở cửa ra xem sao thì thấy bạc gia mộc đang được một người đàn ông dìu người đàn ông thấy cô hơi bối rối ôi chao có phải chúng tôi làm ồn quá không thật ngại quá tôi sẽ nhỏ giọng một chút cô dường như không quan tâm tới lời người đàn ông nói mà nhìn sang bạc gia mộc hỏi Bạc Gia Mộc bị làm sao vậy? Người đàn ông nghe cô hỏi liền quay sang anh xác nhận. Bạn cậu, Triệu Mịch thấy thế liền trả lời: Tôi là hàng xóm của Bạc Gia Mộc, nhà tôi ở đối diện nhà anh ấy. Thấy Bạc Gia Mộc thân thể mềm nhũn như đậu hũ sắp trượt xuống đất thì người đàn ông lên tiếng: A, à, cậu nắm chắc vào. Nhưng Bạc Gia Mộc đã trượt khỏi tay người đàn ông ngã về phía Triệu Mịch. Cô nhanh chóng đỡ lấy anh. Bạc Gia Mộc, anh dường như ngất đi không nghe tiếng cô gọi thuận thế ngã lên người cô. Triệu Mịch nhìn anh đầy thắc mắc. Anh uống say sao? Người đàn ông bên cạnh vội vàng giải thích: Cũng không phải, hôm nay phòng giáo viên có buổi tụ họp cậu ta chỉ uống một ly liền bảo dạ dày rất đau chắc là đã không ăn gì trước khi uống tôi nói đưa anh ấy đi bệnh viện nhưng cũng không chịu đi sau khi giải thích xong người đàn ông liền kéo tay bạc da mộc bạc da mộc mau qua đây bạc da mộc mơ hồ tỉnh lại lên tiếng cũng không phải là quá đau nên không cần đến bệnh viện cô nghe vậy vừa đỡ anh vừa chất vấn mặt trắng như vậy rồi còn bảo không sao xong cô nhìn sang người đàn ông chúng ta về nhà anh ấy đi rồi nói tiếp người đàn ông gãi đầu đáp được được nhưng trong lòng lại có cảm giác không đúng lắm kỳ lạ sao mình cứ cảm thấy cơ thể mình đang phát sáng nhỉ người đàn ông nhìn sang bạc gia mộc hỏi bạc gia mộc mật mã chưa hỏi xong thì đã thấy triệu mịch đưa bạc gia mộc về nhà cô diều anh ngồi lên ghế rồi bảo anh nghỉ ngơi chút đi ừm cảm ơn bạc gia mộc như đứa trẻ ngoan ngoãn nghe lời người đàn ông đứng nhìn hai người từ nãy giờ trong lòng nghĩ thầm tiểu thử thối chả trách đau thế này rồi còn không chịu đến bệnh viện bạc gia mộc à bạc gia mộc bình thường một bộ dạng nghiêm mình nhưng bây giờ thật không ngờ nha càng nghĩ người đàn ông dường như đã hiểu tại sao mình lại có cảm giác bản thân đang phát sáng anh ta liền tìm lý do rời đi để lại không gian riêng cho cả hai cái đó trên xe tôi vẫn còn một người đang say, bạc gia mộc đành nhờ cô chăm sóc rồi. Tôi đi trước đây. Triệu Mịch nhìn người đàn ông rời đi bụng đầy thắc mắc. Giảng viên cao đẳng tụ họp cũng uống rượu ư? Cô liền bỏ thắc mắc của bản thân sang một bên nhìn sang bạc gia mộc ôm bụng trên ghế ân cần hỏi: Anh đã đau thành thế này rồi, sao không đến bệnh viện một chuyến đi? Nhớ đâu xuất huyết dạ dày thì phải làm sao? Tôi đưa anh đi. Cô vừa định dìu anh đi bệnh viện liền bị anh nắm lấy tay. Không cần, chỉ là bệnh cũ từ lúc còn học đại học. Uống thuốc là được rồi. Bạc gia mộc nhìn Triệu Mịch nói, thấy bạc gia mộc nắm tay mình, Triệu Mịch ngại đến đỏ mặt rút tay lời nói trở nên không mạch lạc vậy 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 nhà anh có thuốc không nó để ở đâu để tôi đi lấy bạc gia mộc thấy cô ngại ngùng như vậy giơ tay còn lại đỡ chán từ tốn nói tôi mới chuyển đến đây còn chưa kịp chuẩn bị triệu mịch nghe thế ngồi xuống cạnh bạc gia mộc mà đề nghị nhà tôi có anh qua nhà tôi đi thuận tiện tôi nấu bữa tối cho anh luôn bạc gia mộc thấy vậy thì mỉm cười đáp cảm ơn hôm nay làm phiền cô rồi tại nhà triệu mịch sau khi bạc gia mộc đã ăn tối và uống thuốc cô liền hỏi dạ dày của anh đã đỡ chưa đỡ hơn nhiều rồi hôm nay làm phiền cô rồi anh ngồi đối diện tay cầm ly nước ấm trả lời bỗng điện thoại cô đổ chuông màn hình hiện lên là cuộc gọi từ thi ngữ triệu mịch nghe máy thì thi ngữ hốt hoảng nói hoa hoa không thấy thi phát tài nữa nó có chạy đến nhà cậu không cô nghe vậy cũng hoang mang không kém sao lại không thấy nữa xong liền nhanh chóng lấy áo khoác vừa chạy ra cửa vừa chấn an bạn mình cậu đừng vội về nhà trước đợi mình mình sẽ lái xe qua đó triệu mịch quay đầu lại nhìn bạc gia mộc nói bạc gia mộc tôi có một chút chuyện phải làm không thể tiếp đãi anh được anh về nhà trước nhé thì bạc gia mộc đã ở ngay sau lưng cô đáp tôi nghe thấy điện thoại rồi anh đưa tay mở cửa nhìn cô gái trong lòng liền bảo cùng đi đi ban đêm vào mùa thu trời khá lạnh xe của bạc gia mộc dừng lại trước tòa nhà của thi ngữ triệu mịch vội vàng đi xuống cô định chạy lên nhà thi ngữ thì bị anh nắm tay chỉ sang phía bên kia nói thi ngữ đang ở bên kia triệu mịch nhìn sang thì thấy thi ngữ người chỉ mặc một chiếc đầm ở nhà thấp thỏm cầm điện thoại đứng đó thấy vậy cô vội vàng đi lại lớn tiếng nói không phải mình đã bảo cậu ở nhà đợi mình rồi sao lạnh như vậy cậu không sợ bị cảm sao triệu mịch cầm áo khoác bản thân choàng lên người thi ngữ Thi Ngữ hơi bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Triệu Mịch. Thi Ngữ dường như không giữ được bình tĩnh nữa, rơi nước mắt mà nói: Thi Phát Tài vừa ngốc vừa háo ăn, nhớ đâu nó đi mất thì sao? Nó không tìm được nơi để ngủ, khi muốn ăn lại bị những con chó khác cướp mất thì sao? Thấy Thi Ngữ khóc nức nở, Triệu Mịch nhanh chóng chấn an cô bạn: Cậu đừng khóc đã, không phải mình đã đến rồi sao? Chúng ta đi tìm xem. Bạc Gia Mộc đứng sau Triệu Mịch đưa ra chủ ý: Cô ở đây cùng cô ấy đi. Tôi đi kiểm tra camera. Anh vừa nói vừa đưa ra một túi khăn giấy. Thi Phát Tài là một con chó trắng to, buổi tối rất dễ phát hiện cho dù thật sự chạy ra ngoài tiểu khu thì các cửa hàng bây giờ đều có camera tóm lại sẽ có cách thôi bạc gia mộc cởi áo khoác của mình choàng lên người triệu mịch bảo cô hỏi cô ấy không nhìn thấy phát tài lúc mấy giờ còn tôi bây giờ đến phòng bảo an nói xong anh liền xoay người đi triệu mịch đứng đó nhìn bạc gia mộc rời đi tại phòng bảo an bạc gia mộc đang kiểm tra camera anh thấy thì phát tài gặm dây rắt ra ngoài vào lúc 22 giờ 5 phút anh đứng quan sát đang bình thường sao đột nhiên lại chạy ra ngoài nhỉ bỗng bạc gia mộc nhìn thấy gì đó anh quay sang nhìn người bảo an nói cảm ơn làm phiền anh rồi không có gì anh bảo an vội vàng đáp bạc gia mộc vội vã ra ngoài vừa đi vừa gọi điện thoại alo là tôi sau khi bạc gia mộc tới chỗ triệu mịch và thi ngữ liền nói tôi xem camera rồi 10 giờ thi phát tài chạy ra khỏi tiểu khu cũng đi hỏi những cửa hàng tiện lợi còn mở cửa gần đây rồi họ đều nói có thấy thi phát tài nhưng không chú ý đến nó chạy hướng nào thi ngữ như đứng hình trước những gì bạc gia mộc nói anh đang nói tiếp có điều tôi thì bị tiếng khóc của thi ngữ cắt ngang hu 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 thi ngữ nhào tới ôm lấy triệu mịch bạc gia mộc đứng sau triệu mịch đưa tay sờ chán nhìn cô an ủi bạn mình tiểu ngữ đợi chút nữ mình sẽ đăng weibo ngày mai chúng ta sẽ đi phát tờ rơi tìm chó lạc tìm kiếm chắc chắn đang nói thì triệu mịch bị một giọng nói cắt ngang khi thi ngữ tôi mang cố Sùng xuất hiện bên cạnh là thi phát tài thi ngữ ngơ ngác a à, thi phát tài về rồi cô vội vàng chạy lại ôm lấy chú chó của mình mà mắng nghịch tử mày có biết tao tìm mày rất lâu rồi không gan của mày lớn thế từ bao giờ thế còn học thói bỏ nhà ra đi nữa cố dùng đứng nhìn thi ngữ đang dạy dỗ con trai khẽ cười dường như thi ngữ chưa bớt giận ôm mặt chú chó vẫn tiếp tục mắng thi phát tài tao nói cho mày biết thịt hộp năm nay của mày hết rồi thi phát tài nghe vậy liền bày vẻ mặt tủi thân hu hu triệu mịch và bạc gia lộc đứng nhìn tình huống trước mắt cô nhìn sang anh hỏi anh tìm được thi phát tài ở đâu vậy anh đáp lúc tôi đang xem camera thì phát hiện thi ngữ để ba lô thú cưng ở nhà của cố sùng nên gọi điện thoại cho nó bảo nó xem xem cố sùng bên này ngồi xuống chấn an thi ngữ nói vốn dĩ tôi đang ở quán bar nhận điện thoại của anh họ liền trở về kết quả vừa ra khỏi thang máy thì đã thấy nó đang ngồi trước cửa nhà tôi cũng không biết nó ấn thang máy thế nào nữa anh vút ve thì phát tài bảo thi phát tài nhà chúng ta thật thông minh à có phải mày không nỡ xa tao không triệu mịch đứng sau nghe vậy liền ra ám hiệu mau câm miệng lại nhưng thi ngữ nghe cô liền tức giận nói thì ra đến nhà người khác ở vài này thì không thu được tâm tư vào cô đứng dậy đẩy thi phát tài ra và quát vậy bây giờ mày đi theo cố sùng đi tao không hầu hạ mày nữa cố sùng ở phía sau thi phát tài cũng bị lực đẩy của thi ngữ làm kêu lên một tiếng a à, thi ngữ quay đi mặc kệ cố sùng và chú chó ở phía sau cố sùng liền nói thi ngữ đừng bỏ tôi mà chú chó cũng ra sức năn nỉ chủ thấy không có tác dụng cố sùng vội vàng tới chỗ triệu mịch nhờ giúp đỡ chị triệu mịch em triệu mịch biết cậu muốn nói gì liền bảo được rồi mau đuổi theo đi bây giờ cậu ấy chắc chắn vừa mệt vừa tức nghe vậy cậu liền chạy theo thi ngữ nói thi ngữ chị đợi tôi với triệu mịch nhìn vậy thầm hy vọng hy vọng thi phát tài sẽ không quá thảm đi thôi về nhà nào rồi cô quay người nói với bạc gia mộc chuẩn bị về nhà anh cười đáp ừm cả hai đi cùng nhau tới chỗ để xe bên này cố sùng rất thi phát tài đang đuổi theo thi ngữ vừa đuổi cậu vừa nói chị 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 nghe em nói đi mà cô tức giận nói đừng đi theo tôi cô vào nhà đóng cửa thật mạnh chắn trước mặt cố sùng cậu ngồi xuống vừa nghịch tay vừa an ủi thi phát tài được mẹ mày không cần mày đến tao cũng không được nhìn luôn tao còn mong mày sẽ trợ giúp ta trời dần khuya cố sùng ngồi gục đầu trước cửa nhà thi ngữ khẽ thở dài ai bên cạnh thi phát tài nằm dài riêng rỉ khóc tại nhà triệu mịch cô đang vừa nghe điện thoại vừa chăm sóc chậu xương rồng nhỏ của mình cậu không ra tay nặng với thi phát tài chứ lần đầu phạm sai mà có thể tha thứ trong điện thoại thi ngữ dứt khoát trả lời không sau đó cô ho khan một tiếng không có cún con vẫn ổn rồi nhìn sang người đang nằm trên sofa trong nhà mình Cô dùng đang ôm gối ngủ bỗng chợt tỉnh giấc ừm nghe thấy tiếng thi ngữ vội vàng tìm lý do tạm biệt triệu mịch và tắt máy hoa hoa mình có cuộc gọi đến cúp trước nhà lần sau lại nói tiếp ở bên này triệu mình nhìn hành động của cô bạn không hỏi thắc mắc sao cứ thấy kỳ lạ nhỉ sau đó cô quay người vào nhà thì nhìn thấy chiếc áo khoác của bạc gia mộc a à, cô nghĩ thầm tối qua hỗn loạn vậy mà mặc luôn đồ của anh ấy về nhà triệu mịch liền lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho anh giáo sư bạc áo khoác của anh tôi giặt sạch rồi sẽ trả lại cho anh cùng lúc đó có tiếng chuông cửa triệu mịch là tôi người bên ngoài lên tiếng cô mở cửa đáp sao hôm nay anh đến sớm vậy tôi còn chưa nấu cơm bỗng cô ngơ ngác nhìn người trước mặt ngập tràn hỏi chấm hả bạc gia mộc một thân tây trang chỉnh tề đứng trước cửa một tay cầm cây nhỏ tay còn lại cầm một chậu đất triệu mịch thấy thế không nhịn được lên tiếng hỏi bạc lão sư tạo hình này của anh là thế nào anh nghiêm túc đáp tôi đến để trả nhân tình chưa để triệu mịch đáp lời bạc gia mộc liền nói tiếp hôm qua nếu như không phải cô bận rộn chăm sóc cho tôi thì tôi nhất định sẽ khó chịu cả một buổi tối rồi đây là cây mà sáng nay tôi đến trường nào là cây tôi đã trồng lúc khai xuân năm nay coi như là quà cảm ơn triệu mịch hết nhìn bạc gia mộc lại nhìn sang cây mà anh mang đến nó xanh tươi tràn ngập sức sống cô nhìn cả chủ lẫn cây một hồi không nhịn được liền vừa cười lớn vừa cảm thán ha 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 bạc da mộc cách anh trả ơn nhân tình đúng là đặc biệt ai lại đi đào cây làm quà cảm ơn chứ anh dường như không quan tâm đến câu hỏi của triệu mịch nhìn cô một cách năng nổ đáp tôi tôi trồng vào giúp cô sau khi vào nhà triệu mịch anh bắt tay vào việc trồng cây vào chậu như đã nói được rồi để ở đây là được triệu mịch đứng bên cạnh nhìn bạc gia mộc chăm chỉ trồng cây thì lên tiếng. Giáo sư bạc, nhiều phú của anh, sân thượng của nhà tôi đời này chưa từng xanh như vậy. Có điều anh cũng biết thể chất của tôi rồi, nó có thể xanh tốt bao lâu? thì tôi không dám đảm bảo. Bạc gia mộc đứng dậy lau đi mồ hôi trên trán trả lời, cứ yên tâm. Tôi còn ở đây thì cây con của cô phụ thuộc vào vận mệnh của chúng ta cùng thể. Nghe anh nói triệu mịch như được tiếp thêm sức mạnh. Vậy tôi nhất định sẽ chăm sóc nó. Có điều mặt anh bẩn rồi. Nghe thế bạc gia mộc hỏi xác minh lại. Vậy sao? Thấy anh định giơ tay lên để lau đi cô vội ngăn lại. A, à, tay anh toàn là đất, đừng động. Rồi triệu mịch đưa tay chạm vào mặt anh để mặt anh qua đây chút triệu mịch chăm chú lau đi vết bẩn trên gương mặt điển trai của bạc gia mộc mà không hề hay biết ánh mắt anh nhìn cô rất không bình thường sau đó cô nhận ra hành động của mình có chút không đúng liền rụt tay lại cụ anh anh về rửa mặt đi sau đó lại qua ăn cơm tôi đi chuẩn bị trước nói xong cô liền quay người rời đi như đứa trẻ mắc lỗi trước người lớn bạc gia mộc thấy cô như vậy chỉ cười đáp được ngoài ban công gió thổi làm những chiếc lá vàng rơi bên chậu xương rồng như đang cười vì sự thẹn thùng của triệu mịch đúng rồi tôi chuẩn bị tuần sau sẽ bắt đầu tu sửa chiều nay sẽ đến e blue xem 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 có cần điều chỉnh đồ gia dụng và tủ không bản liệt kê anh đã xem rồi có vấn đề gì không triệu mịch ngồi đối diện bạc gia mộc nói về dự tính tuần sau với anh anh chống cảm nhìn cô chậm rãi đáp không có vấn đề đúng lúc hôm nay tôi cũng không đi làm cùng nhau đi đi triệu mịch đứng dậy vừa thu dọn bát đĩa đáp cũng được anh đi cùng cũng tiện để tôi hỏi ý kiến thấy cô đang thu dọn bàn ăn bạc gia mộc nhanh tay đỡ lấy chỗ bát đĩa đó bảo để tôi rửa đi nhưng triệu mịch lại từ chối không cần phòng bếp chưa để cô nói xong anh liền che ngang không cần ngại cô đã mời tôi ăn cơm nhiều ngày như vậy rồi tôi sửa bát cũng là việc nên làm thôi thấy anh muốn rửa chén như vậy triệu mịch không nhanh cũng không chậm nói tôi chỉ muốn nói là trong phòng bếp mới có máy rửa bát anh đặt vào trong đó là được cô nhìn anh nháy mắt cười tinh nghịch khoa học thay đổi chất lượng cuộc sống mà giáo sư bạc bạc gia mộc có vẻ như cam chịu nhưng trong bụng không ngừng oán trách khoa học cướp đi cơ hội thể hiện của tôi mới đúng còn về lai lịch của cây nhỏ mà bạc gia mộc tặng triệu mịch thì quay về vài giờ trước thầy bạc đang chăm chỉ đào cái cây được thầy nhắm làm quà báo đáp nhân tình trong lòng cứ nhủ với bản thân tặng cho hoa hoa nhất định phải là cây tốt nhất bên này cố sùng vừa tỉnh dậy ngồi trên sofa giơ tay vuốt lại mái tóc rối như ở quạ của mình than cổ đau quá thi ngữ bên này ngồi cầm ly nước nói tỉnh rồi à tỉnh rồi thì mau đi đi thấy cô ngồi ở đó cậu đi lại kế bên cô nói rõ ràng tối qua rất tốt mà sao sáng nay dậy lại hung dữ rồi cô đang ăn nghe cậu nói thế thì chừng mắt hỏi cậu nói cái gì cậu không những không sợ còn vô liêm sỉ cúi xuống dùng miệng xé đôi lát bánh mì của cô đáp chị mặc đồ xong liền không nhận người nữa cẩn thận em tố cáo chị lừa bạn thiếu nam trong sáng đó nghe cố dùng nói thế thi ngữ tức giận véo má cậu tối qua để tình cậu chăm sóc thi phát tài nên mới cho cậu ở lại tôi khuyên cậu nên biết điểm dừng cậu không những không sợ còn cầm lấy tay đang véo má mình nói vậy cởi đầu của em còn cưỡng hôn này cũng thuộc phạm vi có lòng tốt cho ở lại sao cậu không dừng lại vừa nháy mắt vừa hỏi chị miệng của chị đã bớt sưng chưa quay lại vào tối qua tại nhà thi ngữ cô mở điện thoại kiểm tra đã 22 giờ 22 phút rồi thi ngữ ngồi trên giường ôm đầu bất lực ai cô xuống giường mang dép trong nhà đi ra mở cửa nhìn thấy cố sùng đang ôm thi phát tài ngồi trước cửa nghe tiếng mở cửa cố sùng và thi phát tài quay lại cậu bày ra vẻ tủi thân nói chị thi phát tài bên cạnh cũng làm ra vẻ đáng thương không kém hu hu thi ngữ thấy cậu liền cáu gắt cậu có đi không cố dùng nghe vậy liền nói chị tha thứ cho em thì em sẽ đi phát tài bên này thì vui mừng khi thi ngữ mở cửa nghe cậu này nỉ cô cũng đáp ứng được rồi tôi tha thứ cho cậu cậu đi đi nghe được lời tha thứ của thi ngữ cậu vui mừng nhảy lên như muốn hóa thành chú chó nhỏ nói được mặc ánh mắt hoảng hốt của thi ngữ và thi phát tài đang hang quá mức thì bỗng chân cậu bị tê do ngồi sổng quá lâu thế là cậu ngã nhào lên người của thi ngữ cậu vội thanh minh chân chân em tê rồi cô chưa kịp định thần thì cố sùng đã ngã lên người cô cả hai cùng ngã xuống trước cửa nhà hai bên đều đỏ mặt nhìn nhau cô liền đẩy cố sùng ra lắp bắp nói cậu cậu còn muốn làm gì cậu ngồi dậy nhìn thi ngữ đáp em chân em tê rồi em có thể vào nhà không thi ngữ nhìn dáng vẻ của cố sùng đáp chưa này cậu đã dùng bao nhiêu lần rồi cô đưa tay lên cổ cậu cảnh cáo cố sùng tôi không có tâm trạng chơi trò chơi tình cảm với cậu đâu không tình chị em chính là nguyên tắc của tôi chưa để cậu trả lời thi ngữ liền nói tiếp bất kể là cậu háo sắc hay hiếu thắng tôi đều khuyên cậu nên biết điểm dừng nói xong cô bỏ vào nhà nghe cô nói vậy cậu vội vàng lên tiếng thi ngữ cô dường như không quan tâm cố sùng liền nắm lấy tay cô nói nguyên tắc đặt ra là để phá bỏ chị chưa thử với em thì sao biết là em làm loạn thi ngữ nhìn cậu nghe cậu nói thản nhiên đáp vậy sao xong cô bất ngờ choàng tay qua cổ kéo cậu xuống cố sùng hơi bất ngờ vừa lên tiếng thi ngữ thì đã bị nụ hôn của cô làm cho đứng hình cậu đỏ mặt trước hành động của thi ngữ sau đó cậu liền ôm chặt lấy cô đổi tư thế bị động sang chủ động cả hai vừa rời khỏi nụ hôn thì cậu liền bị thi ngữ đẩy ra Thi ngữ vừa đưa tay lên che miệng vừa nói, như vậy đã hài lòng chưa? Không để cố dùng trả lời thì cô đã nói tiếp, hài lòng rồi thì mau đi đi, tôi muốn nghỉ ngơi. Cố dùng chưa kịp phản ứng thì thi ngữ đã xoay người đi vào nhà mà cậu vẫn còn ở đó. Phiên cậu đóng cửa lại, cố dùng lập tức đi theo sau cô, cậu giơ tay kéo lấy cánh tay của thi ngữ. Hả, à, hành động của cậu làm thi ngữ giật mình. Không để cô có cơ hội nói hay hành động, cố dùng liền trao cho thi ngữ thêm một nụ hôn. Mà cô mở to mắt vì hành động bất ngờ này của cậu, cố dùng vừa thả thi ngữ ra liền nói. Người như em chỉ hôn thôi thì sẽ không thỏa mãn đâu, trong nhà thi ngữ dép và áo vứt lung tung cố sùng đang không mặc áo ở bên trên thi ngữ nói lúc này kêu dừng chưa để cậu nói xong thi ngữ liền lên tiếng cố sùng tuổi của cậu còn trẻ không phải là không được chứ cố sùng đỏ mặt khi nghe lời đó từ người cậu thầm yêu cậu gài lại nút áo của thi ngữ ngỡ ngàng trước hành động của cậu cố sùng đứng dậy trước mặt cô xin lỗi vừa rồi em có hơi tức giận mới cậu ngập ngừng dây lát rồi nói tiếp nhưng điều em muốn nói với chị là em không muốn chơi với chị nói xong cậu liền mặc áo em đi trước định đi ra ngoài liền bị lời nói của thi ngữ kéo lại cậu chắc chắn muốn ra ngoài như vậy sao cô không nhìn cậu trầm mặc nói tiếp được rồi cậu ngủ ở đi ngày mai tiêu sưng rồi thì đi bạc gia mộc chất đồ vào xe đẩy và đang lọt vào ống kính của ai đó nhưng dường như anh không quan tâm lắm triệu mịch có gì cần mua không anh nhìn thẳng vào camera nói khu giường tạm thời không có triệu mịch hạ máy ảnh xuống đáp vốn dĩ định xem xem hộp nhưng nhà anh nhiều chỗ trống chắc cũng không dùng tới triệu mịch tới chỗ bạc gia mộc đề nghị đi chỗ khác đi được anh trả lời phía sau cả hai có hai người đàn ông có vẻ sừng sốt người đàn ông đeo kính vội vàng lên tiếng ôi chao phó tổng ngài đến giám sát sao không thông báo cho chúng tôi trước một tiếng người bên cạnh vội phụ họa có điều lượng khách của trung tâm thương mại của chúng ta luôn rất khả quan sản phẩm mới bán rất tốt người đàn ông được gọi là phó tổng ấy có tên là phó kiêu anh ta dường như không để tâm tới những gì mà hai người đàn ông đang nói thấy anh ta cứ đi về phía trước một trong hai người đàn ông vội vàng nói phó tổng cùng lúc đó triệu mịch và bạc gia mộc đi ngang qua bọn họ cô đi cạnh anh vừa chỉnh lại tóc vừa nói à đúng còn có cốc nước và dụng cụ ăn uống nữa có thể từ từ bổ sung bạc gia mộc đang đẩy xe nhìn xung quanh thì triệu mịch bên cạnh tay cầm máy ảnh vô tình nhìn ngang gia đình ba người gần đó dụng cụ ăn uống dâu tây này thật dễ thương bảo bảo nhất định cũng thích xong cô cầm cái bát hình dâu tây dơ cao nhìn chồng có đúng không đứa trẻ cung bắt trước mẹ mình người bố bất lực chỉ vào bản thân bảo đàn ông thân cao mét tám như anh cũng dùng bát dâu tây ư triệu mịch vẫn nhìn gia đình ba người ấy mà không hay bạc gia mộc đang nhìn cô trước kia nghĩ bản thân như vậy vẫn tốt hôm nay đi cùng bạc gia mộc sao cảm thấy kỳ lạ nhỉ còn người bố trước sự năn nỉ của hai mẹ con cũng đồng ý mua bộ dụng cụ ăn hình dâu tây ấy được được mua 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 hai bên đi ngang nhau người ngoài nhìn vào thì thấy một bên là gia đình ba người bên còn lại chắc là cặp đôi yêu nhau nhưng không họ chỉ là hàng xóm triệu mịch và bạc gia mộc tiếp tục đi lựa đồ để cải tạo lại nhà cho anh cô bên này chăm chú nhìn máy ảnh hỏi đúng rồi bình thường anh cũng không nấu cơm đồ dùng bếp có thể mua ít chút bạc gia mộc bên này vừa nghe vừa chăm chí qua sát bát dâu tây bỗng một cây đinh cố định kệ trưng bày đồ dùng bếp rơi ra làm đồ dùng từ trên kệ rơi thẳng xuống mà chiêu mịch vẫn đang nhìn máy ảnh không hề hay biết đồ hôm nay nên xem cũng xem rồi chỉ còn lại những đồ lớn cần phải mua thôi có thể lên mạng chọn. Bạc gia mộc nhìn sang cô thấy đồ đang rơi xuống liền hét lên. Triệu Mịch, anh vội chạy lại chỗ Triệu Mịch che chắn cô trong lòng đưa lưng hướng chọn những món đồ rơi xuống kia. Triệu Mịch vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Những người xung quanh thấy thế liền đi lại. Người phụ nữ đưa tay che mệt hốt hoảng nói: Mẹ ơi, sao cái nồi lại rơi từ trên giá xuống? Có đụng chúng người không? Người đàn ông bên cạnh cũng nói thêm: Ôi, để cái nồi nặng như vậy lên cao thế, nghĩ gì vậy không biết. Bạc gia mộc không quan tâm những gì người xung quanh nói. Anh nhìn vào Triệu Mịch đang ở trong lòng mình hỏi: Không sao chứ? lúc này triệu mịch đã hoàn hồn tôi không sao còn anh chưa để anh trả lời cô vội vàng vươn tay sờ lưng anh với khuôn mặt lo lắng bảo tôi vừa nghe thấy tiếng đập vào người đụng chúng anh rồi có nghiêm trọng không bạc gia mộc nắm lấy tay cô trấn an chỉ đụng nhẹ thôi không sao may mà cô không sao xong anh nhìn sang chiếc máy ảnh nói chỉ là máy ảnh này vỡ hỏng rồi không biết tài liệu hôm nay cô chụp có còn không triệu mịch thấy anh bị thương nhưng vẫn lo cho máy ảnh tức giận nói giờ là lúc nào rồi còn lo cho tài liệu người quan trọng hay tài liệu quan trọng cô đang chất vấn anh thì nhân viên chạy đến xin hỏi vừa nãy xảy ra chuyện gì anh ta lo lắng vội xem xét thật sự xin lỗi giá hàng của chúng tôi luôn chắc chắn mỗi ngày đều có chuyên gia đi kiểm tra không biết tại sao hôm nay lại đột nhiên bung ra bên này phó kêu thấy phía chú ốc có tụ tập ồn ào lên tiếng hỏi sao vậy ồn ào lại còn nhiều người vây quanh nữa người bên cạnh vội nói hừ có thể là tranh cướp sản phẩm mới nồi tráng men mới lên kệ của chúng ta lượng bán ra không tồi bên phía tụ tập người nhân viên cất giọng hay là vậy đi bây giờ chúng tôi cùng các người đi bệnh viện kiểm tra viện phí chúng tôi sẽ trả ngài thấy có được không người đàn ông thấy phó kêu cứ nhìn về phía ồn ào liền lên tiếng phó tổng hay là ngài lên lầu trước tôi sẽ số liệu bán hàng của quý này cho ngài xem những gì người đàn ông nói đều không lọt vào tay phó kêu anh ta xoay người đi về phía tụ tập đông người ó phó tổng người đàn ông gọi với theo bên này những nhân viên liền giải tán khách hàng đứng xung quanh giải tán đi đừng vây quanh ở đây nữa xong vội quay sang nắm tay bạc gia mộc hối thúc vậy chúng ta mau đi thôi triệu mịch vội chắn trước bạc gia mộc nói anh làm gì vậy hả nói chuyện thì nói đừng động tay kéo người Vội vàng đuổi chúng tôi đi như thế là lo lắng chúng tôi sẽ gây ra chuyện sao hay là muốn bịt miệng? Phó Kiêu đang đi lại thì bỗng ngây ra, giọng nói này, anh ta nhìn về phía Triệu Mịch nghĩ, là cô ấy, bên này Triệu Mịch tức giận kéo tay bạc ra mộc đi ngang qua người đàn ông, ông ta thấy tình hình không ổn vội thanh minh, sao có thể, không phải chúng tôi muốn đưa hai người đến bệnh viện sao, nhưng Triệu Mịch thẳng thừng từ chối, bệnh viện rất gần đây, chúng tôi đến bệnh viện trước, chuyện còn lại thì nói sau đi, bỗng một bàn tay chắn trước Triệu Mịch, cô cảnh giác nói, các người rốt cuộc muốn làm gì? Phó Kiêu không trả lời Triệu Mịch ngay mà nhìn sang cấp dưới ra lệnh, kéo dây cảnh báo quanh đây trước vây chỗ có nguy hiểm lại sau đó lập tức phát công văn thừa nhận sự cầu thả và sai sót của trung tâm thương mại viện phí của người bị hại và tiền thuốc thì công ty sẽ thanh toán hết người bên cạnh vội đáp vâng vâng tôi sẽ đi làm ngay phó kiêu quay lại triệu mịch giơ tay giới thiệu xin chào tôi là phó kiêu là người phụ trách của ebru tôi rất xin lỗi về chuyện xảy ra hôm nay tôi vừa bảo trợ lý lái xe tới trước cửa rồi bây giờ sẽ cùng hai người đến bệnh viện triệu mịch nhìn phó kiêu cảnh giác bạc da mộc đứng sau cô thì nghĩ tại sao lại nhìn chằm chằm vào hoa hoa chứ sau đó anh nói với triệu mịch Tôi không sao, có đến bệnh viện hay không cũng vậy, vừa nãy máy ảnh của cô bị rơi, hay là về nhà kiểm tra trước đi, xem tài liệu còn không, vừa nói anh vừa giơ chiếc máy ảnh ra, thấy Bạc Gia Mộc không có ý định đến bệnh viện, Phó Kiêu liền lên tiếng, xảy ra chuyện như vậy là trách nhiệm của chúng tôi, tôi có nghĩa vụ cùng anh tới bệnh viện. Bạc Gia Mộc thấy thế thầm nghĩ, tại sao cảm thấy anh ta dường như có mục đích khác vậy? Triệu Mịch nhìn sang anh Khuyên Bảo, đi đi, nếu anh không đi bệnh viện tôi cũng không yên tâm. Tại bệnh viện nhân dân số 1, Triệu Mịch, Bạc Gia Mộc và Phó Kiêu đang đứng nhìn bác sĩ xem xét kết quả của Bạc Gia Mộc. HMM, bác sĩ trầm ngâm một lúc lâu càng làm Triệu Mịch bên này thêm hồi hộp, lo lắng, Phó kêu đứng sau cô khẽ quan sát cô nghĩ, liệu có phải là cô ấy không? Bác sĩ sau khi quan sát liền bảo Bạc Gia Mộc, cậu cởi áo ra đi, tôi xem thử vết thương ngoài da. Bạc Gia Mộc nghe bác sĩ bảo liền cởi áo nhưng nữa chừng anh liền khựng lại nhìn sang Triệu Mịch, cô là người con gái duy nhất trong phòng này thì hơi đỏ mặt. Thấy anh không tự nhiên Triệu Mịch cười bảo, ha ha, giáo sư Bạc, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, làm gì có người thành niên nào chưa nhìn thấy cơ thể đẹp đâu chứ. Chưa để anh đáp trả thì cô tinh nghịch nháy mắt trêu, ở trước mặt bác sĩ thì anh đừng có ngại ngừng gì nữa thấy triệu mịch trêu mình thì bạc gia mộc cũng không ngại nữa đáp thôi được anh chỉnh lại kính sau khi cởi áo ra dưới lớp áo là một cơ thể cường tráng muối nào ra muối nấy như sầu riêng phụ nữ rất yêu thì bỗng anh nhìn sang cô thấy cô mặt đỏ bừng bừng như phát sốt vội trêu ngược lại vừa rồi còn thẳng thắn thế kia sao bây giờ cô lại là người ngại thế thấy bản thân bị lộ triệu mịch vội lấy áo khoác che đi khuôn mặt mình nói tôi có ngại đâu chứ phó kêu đứng sau nhìn thấy hết thầy ánh mắt có chút suy tư bạc gia mộc cảm thấy như có người nhìn chằm chằm về phía mình liền nhìn sang thấy phó kêu như vậy anh cũng không nói gì quay sang bác sĩ bác sĩ anh nhìn xem nhìn thấy vai bạc da mộc bị bầm tím một mảng triệu mịch hốt hoảng kêu lên trời ạ vội vàng chất vấn anh chẳng phải anh nói không chỉ là bị sơ sát nhẹ thôi sao đã nặng như vậy rồi mà lúc nãy anh vẫn không chịu đi đến bệnh viện nghe triệu mịch chất vấn bác sĩ cũng nói nhìn thì đúng là khá nghiêm trọng như ảnh chung phim hiển thi không có vấn đề gì cả chỉ bị sát thương ngoài ra thôi anh ta cũng nói thêm khoảng thời gian này phải tịnh dưỡng nhé đi đóng tiền viện phí đi sau khi ra khỏi bệnh viện với một túi thuốc to triệu mịch đi cạnh bạc gia mộc ủ rũ không nói lời nào thấy thế anh liền chấn an đừng bày ra khuôn mặt ủ rũ này nữa bác sĩ cũng đã là không có vấn đề gì rồi mà nhưng cô vẫn không đáp lời anh bạc gia mộc cung nói thêm tiện thể xoa đầu cô an ủi với lại cho dù tay tôi có bị phế thì cũng có thể dựa vào mặt kiếm cơm nghe đến đây cô cảm thấy như chút bỏ gánh nặng nói cảm ơn đúng thật là không còn áy náy nữa rồi phó kiêu bần này nhìn sang lên tiếng thực sự xin lỗi hai anh chị do sơ xuất của chúng tôi cho nên mới gây ra tổn thương lớn như vậy không biết hai anh chị có tiện để lại cách thức liên lạc hay không triệu mịch và bạc gia mộc chưa kịp đáp thì phó kiêu đã nói tiếp cho dù sau này bồi thường hay bất cứ hiệp thương nào cũng được để có thể nói chuyện trực tiếp nghe vậy triệu mịch giờ điện thoại ra nói vậy thì thêm WeChat chat đi không chỉ là bồi thường sau này các anh xử lý thể nào cải tiến ra sao chúng tôi cũng sẽ luôn đặc biệt chú ý cũng may lần này gặp người trẻ lỡ như đập chúng người lớn tuổi trẻ nhỏ hay phụ nữ mang thì phải làm sao bạc gia mộc đứng bên nhìn triệu mịch đưa điện thoại ra cho phó kiêu quét mã phó kiêu cam kết nói cô cứ yên tâm tôi nhất định sẽ cho hai người một câu trả lời hài lòng bỗng một tấm danh thiếp cản trở việc thêm bạn bà này, bạc gia mộc đứng trước triệu mịch đưa danh thiếp của bản thân từ tốn nói về chuyện bồi thường thì anh cứ trực tiếp tìm tôi là được, dù sao thì tôi cũng là người bị hại trực tiếp. phó kiêu không cách nào từ chối đáp, vâng. sau đó anh cuối người hỏi triệu mịch tiện thể tôi mạo muội hỏi thêm một câu công việc của cô là gì vậy? cô chưa kịp phản ứng thì anh ta nói thêm giọng nói của cô rất quen tai, giống một người mà tôi đang theo dõi. trước câu hỏi đột ngột của phó kiêu triệu mịch như hóa thành nai vàng, hửm, ừ. một chiếc xe hơi sang trọng đang chạy trên đường dưới những tán cây lá vàng rực nhất định phải điều tra thật rõ chuyện hôm nay cho tôi phó kiêu chống cầm tay đeo tai nghe nói tiếp tiến hành xử lý đuổi việc nhân viên cản người lại đình chứ quản lý thương trường sắp xếp cho tống kỳ đến đây tiếp quản nghiệp vụ anh nhìn về phía trợ lý nói thêm đang thông báo để các chi nhánh trên toàn quốc tiến hành tự kiểm tra bài trừ ẩn họa người trợ lý nhìn sang phó kiêu đáp vâng thưa phó tổng tôi sẽ truyền thông báo ngay phó kiêu tự người vào ghế tay nới lỏng cà vạt nhớ lại những gì mà triệu mịch đã nói anh làm gì vậy có gì thì cứ nói đi đừng có động tay chân anh đang nhìn vào khoảng vô định thì người trợ lý cất tiếng phó tổng Sao gần đây anh bận rộn cả ngày lẫn đêm, đã gần 40 tiếng anh chưa chợp mắt rồi, vừa hay đang ở trước cổng bệnh viện. Hai chúng ta đi lấy ít thuốc an thần nhé ạ." À? Nghe lời trợ lý nói phó kêu nhìn vào điện thoại nhàn nhạt, nhạt đáp, "Những gì cần uống cũng đã uống rồi, cũng không thấy có tác dụng gì." Trong điện thoại anh đến mục theo dõi đặc biệt, một trang cá nhân hiện ra tên Triệu Hoa Hoa Fight với ảnh nền là một chậu xương rồng được viết số 100, sau đó anh nói mới trợ lý của mình, "Được rồi, đi thôi, im lặng một chút đi." Phó kêu mở một video ra bên trong vang lên tiếng chào hỏi, "Hello, ở đây là vlog của Hoa Hoa, trong video là một người con gái che mặt nói, "Hôm nay là ngày đề xuất vật dụng tốt. Mọi người nhớ theo dõi nha." Nghe âm thanh trong điện thoại thì trong đầu Phó kêu liền hiện ra hình ảnh của Triệu Mịch, cứ thế anh dựa người vào cửa dần chìm vào giấc ngủ. Tại nhà vệ sinh, Bạc Gia Mộc đang nhìn vào gương bôi thuốc lên vết thương trên vai. "A, à, vết thương có vẻ khá đau khi chạm vào thuốc." Đang xử lý vết thương thì điện thoại anh gieo lên, là Triệu Mịch đang gọi hỏi thăm anh, "Vai của anh có đỡ hơn một chút nào chưa?" Anh nhìn vết thương trong gương nhàn nhạt, nhạt trả lời, "Chỉ mới có mấy tiếng thôi. Nếu muốn gạt cô thì nói đỡ hơn nhiều rồi." như vậy thì hình như không đáng tin cho lắm triệu mịch bên này đang hóng gió ngoài ban công nói hôm nay thật sự cảm ơn anh nhé có điều anh hết làm anh hùng cứu mỹ nhân rồi lại làm quan ăn lộc như vua giống như đang đóng phim thần tượng vậy không lẽ là có mưu đồ khác đấy chứ nghe triệu mịch nói vậy anh liền trầm ngâm bạc gia mộc chậm rãi mặc áo thừa nhận đúng là có mưu đồ còn về việc là mưu đồ gì thì cô tự mình suy nghĩ đi nghe lời nói từ anh làm cho triệu mịch mặt đỏ bừng bừng đưa điện thoại ra xa cái cái người này bỗng một thiên thần xuất hiện nam nữ thành niên thì có thể có mưu đồ gì chứ triệu mịch anh ta giả vờ ngu ngốc trước mặt cô đó đang ngơ ngẩn với thiên thần nhỏ thì bị tiếng nói từ trong điện thoại kéo lại đúng rồi triệu mịch choàng tỉnh đáp gì gì thế bên này bạc gia mộc vừa đi ra khỏi phòng tắm vừa nói cái cây mà tôi tặng cô trong hôm nay cô vẫn nên đặt cho nó một cái tên khác thì hơn đừng gọi là một trăm linh một nữa có người nào không biết còn tưởng là cô đang làm trong giới thực vật nữa đó thiên thần nhỏ học máu sốc trước lời nói của bạc gia mộc còn triệu mịch mặt u ám nói nhỏ chuyện anh biết cũng không ít nhỉ rồi đáp lại anh cho dù anh có nói như vậy trong phút chốc tôi cũng không nghĩ ra được một cái tên thích hợp Vừa nói cô vừa nhìn sang cái cây mà bạc gia mộc tặng được dán nhãn 101, nghe Triệu Mịch nói thế anh liền gợi ý, hay là gọi nó là củ cải đi, hả? Gì cơ? Nghe tên anh đặt cho cái cây làm cô muốn đứng hình, bạc gia mộc không để ý đến sự ba chấm của Triệu Mịch mà ngồi trên ghế nói tiếp, mong là cái cây này sẽ lớn lên giống như củ cải trắng trẻo, béo béo, tròn tròn, sau khi nói xong anh thầm nghĩ, đã nhắc đến nước này rồi mà vẫn không nhớ ra, tôi sẽ nổi giận đó, hoa hoa, quay về nhiều năm trước, cũng vào một ngày mùa thu, một cậu học sinh mũm mĩm, dễ thương đang đi học về, bỗng cậu nghe phía sau mình có tiếng nói hoa hoa cậu nhìn người ở phía trước kìa đúng là béo thật đó tớ có cảm giác như nặng hơn cả hai chúng ta nữa cậu học sinh nam lên tiếng nghe người khác phán xét mình nên cậu học sinh mủm mĩm vội chạy đi thấy thế cậu học sinh nam kia vẫn không từ bỏ cười lớn nói theo lúc chạy trông cứ như một quả bóng lăn lông lốc tớ sợ là cậu ấy ngã xuống rồi không bỏ dậy được ha ha thấy bạn mình xúc phạm người khác liền ngăn lại không được nói người khác như vậy nhé không lịch sự đâu nghe cô bạn phê bình cậu học sinh nam liền thanh minh nhưng mọi người đều nói như vậy mà cũng không phải là chỉ có một mình tớ, nghe lời thanh minh cô bạn cũng cứng rắn nói, thế thì cũng không được. Nghe lời nói của cô bạn khiến cậu học sinh nam bật khóc chạy đi, sau này tớ không chơi với cậu nữa đâu. Cô nghe thế không vội vàng nói với theo, "Ừ, mình không thèm quan tâm." Cậu học sinh mủm mĩm xoay lại nhìn cô bé, cô bé dễ thương buộc tóc hai chùm giơ tay chào cậu, "Đi." Cậu thấy vậy không biết nên đáp thế nào, liền nhanh chóng chạy đi. Thấy cậu bạn bỏ chạy liền lên tiếng, "Ơ, ừ. cậu chờ đã." Thế là cô chạy theo nắm lấy tay cậu, "Bây giờ vẫn là đèn đỏ, không được qua đường đâu." Nghe thế cậu ngơ ngác, "Ồ, ồ." rồi đèn xanh cũng bật đèn xanh rồi kìa đi thôi thấy đèn xanh cô bé vội nói với cậu bạn được cả hai nắm tay nhau đi cô bạn lên tiếng giới thiệu trước tớ tên triệu mịch bạn bè đều gọi tớ là hoa hoa cậu tên là gì vậy cậu bé ngập ngừng tớ tên chưa để cậu nói xong triệu mịch nói tiếp nhà của chúng ta ở cùng một hướng nó vậy sau này tụi mình có thể cùng nhau về nhà rồi cậu bé nghe thế chỉ đáp ừm cô thấy cậu ít nói như thế liền bảo trong cậu giống củ cải trắng mà ông nội tớ trồng thật đó ngón tay thì giống như cà rốt còn cơ thể thình giống của cải trắng nghe triệu mịch nói cậu bé đầu đầy dấu chấm hỏi hóa thành củ cải trắng nhỏ nghe những lời đó cậu bé tuổi hơn hỏi cậu cũng cảm thấy tớ rất béo sao triệu mịch vội trấn an cậu bạn nhưng tớ thích củ cải trắng lắm ông nội tớ nói là củ cải rất tốt cho sức khỏe đó với lại trông giống của cải cũng tốt mà nhưng bộ dạng hiện tại của cậu giống khổ qua thật thế nên cho cậu ăn kẹo này đừng làm khổ qua nữa nhé triệu mịch đưa ra một viên kẹo cho cậu bé nhận lấy viên kẹo cậu có vẻ dè chừng nói tớ béo lắm không thể ăn kẹo nữa nghe thấy cô há miệng mình nói với vẻ uất ức tớ đang thay răng sữa không được ăn kẹo nhưng tớ lại rất thèm xong nhìn cậu bạn thế cậu ăn giúp tớ đi sau đó nói cho tớ biết nó có mùi vị thế nào tớ sẽ thay cậu tăng cân thế nào cậu bé ngơ ngác trước lời đề nghị của triệu mịch nhưng cũng vui vẻ đáp là vị ngọt mặt trời dần lặn hai bạn học nhỏ đi cùng nhau cười nói vui vẻ ơ cậu gạt tớ à cậu vẫn chưa ăn mà triệu mịch phát hiện cậu bạn giả vờ ăn liền vạch trần nghe lời định tội của triệu mịch cậu bé không những không tức giận còn thẳng thắn đáp nhưng chắc chắn sẽ là vị ngọt tại ban công nhà triệu mịch cô đang ngồi xổm tới chậu cây được dán tên củ cải thẩm mỹ đang yên đang lành sao lại gọi cái cây là củ cải cơ chứ nghe không giống với phong cách của anh ấy cho lắm bỗng tiếng chuông cửa nhà triệu mịch vang lên chờ một chút triệu mịch đứng dậy ra mở cửa thấy trước cửa có một người đàn ông lạ xuất hiện anh là thấy vậy anh ta vội vàng giới thiệu triệu tiểu thư chào cô tôi là đinh trầm trợ lý của anh phó kiêu người phụ trách của eblue. sau khi giới thiệu đinh trầm vội đưa danh thiếp của bản thân cho cô xong anh quay lại với đóng hàng hóa trên xe đẩy phía sau và nói đây là những sản phẩm mà cô đã mua ở cửa hàng chúng tôi trong ngày hôm qua nhưng vì xảy ra chuyện ngoài ý muốn nên cô vẫn chưa đem đi phó tổng đặc biệt căn dặn tôi mang đến đây cho cô nói là xem như một phần bồi thường cô khi nghe xong liền rơi vào trạng thái hoang mang một phần bồi thường ư ừ. Thấy triệu mịch vẫn ngơ gia đình trầm liền nói tiếp người phụ trách của cửa hàng đó đã phó tổng bị đuổi việc gần đây cũng đang ngừng kinh doanh để tập huấn lại cho các nhân viên còn về những bồi thường khác phó tổng nói sẽ đích thân tìm cô để nói chuyện rõ hơn nghe nói thế triệu mịch vội đáp trả tôi cũng không phải là người bị hại trực tiếp cho dù có nói đến chuyện bồi thường chi tiết thì cũng không nên tìm tôi chưa để bên kia tiếp lời thì cô đã dựa vào cửa nói tiếp với lại phó tổng của các anh cũng có số điện thoại của anh ấy nghe cô nói anh ta vội giải thích xin cô chịu cứ yên tâm bên phía anh bà cũng có người đến hỏi thăm rồi ạ à. chưa để cô phản bác lại thì đinh trầm đã cúi người tôi vẫn còn công việc nên không làm phiền cô nữa ạ à. sau khi đinh trầm rời đi triệu mịch nhìn những thùng hàng đầy nghi hoặc bỗng cô nhớ đến những cảnh như này trên phim thường hay xuất hiện một người đàn ông tặng một món quà nhỏ cho cô gái nhưng anh ta đã lắp đặt một camera ẩn trong món đồ đó sau khi cô gái đem món quà đó về trưng bày thì liền bị nhìn trộm những hành động trong nhà thông qua camera ẩn kia Nhớ lại những gì được chiếu trên phim cô liền cảnh giác trước những món hàng kia, Triệu Mịch nhìn nó như nhìn phải một loại axit độc hại. Cùng lúc đó Bạc Gia Mộc xuất hiện, anh thấy cô mặt mũi không ổn liền hỏi: "Sao thế? Mới sáng sớm mà mặt mũi ủ rũ thế này?" Triệu Mịch lắp bắp gọi: "Áo, giáo sư." Bạc Gia Mộc nhìn đống đồ trên xe đẩy liền thắc mắc: "Mua nhiều đồ đến thế cơ à? Cái này là phó tổng của E-Blue cho người đem đến đây đó, nói là bồi thường." Cô e ngại nói thêm: "Nhưng tôi cứ cảm thấy lo lắng trong lòng." Chưa để Bạc Gia Mộc nói thì cô đã nhờ vã: "Giáo sư Bạc, hay anh giúp tôi với." anh giúp tôi chuyển nó xuống hầm để xe đi lỡ như nó có gắn camera hay máy ghi âm như vậy thì tôi chết chắc rồi bạc gia mộc thấy triệu mịch như vậy liền trêu ý thức an toàn cũng cao đấy nhỉ xong anh liền phụ cô đi thôi thấy anh đồng ý giúp đỡ cô cũng vừa cười vừa hỗ trợ hi hi nhưng ngoài mặt là thế chứ trong lòng bạc gia mộc như nổi rông bão giật cấp 12 13 có kiêu tại trường đại học xung quanh các sinh viên vừa tan lớp trưa nay cậu ăn gì vậy đến phố ăn vặt hay là căn tin đấy tớ về ký túc xá bạn cùng phòng có mua cơm giúp tớ rồi Bên này Bạc Gia Mộc vừa đi vừa gọi điện thoại. "Alo, Thịnh tổng, người được gọi là Thịnh tổng lên tiếng. Tôi nói này Bạc Gia Mộc, hai gia đình chúng ta quen biết nhiều năm như vậy rồi, sao mà ông vẫn gọi Thịnh tổng mãi thế nhỉ?" Thịnh Sán Lan bên này vừa nhâm nhi tách cà phê vừa nói. "Vòng tay Phật mà cậu cần đã có rồi, anh tự đến đây lấy hay là tôi đem đến cho anh đây?" Bên này Bạc Gia Mộc hỏi. "Gần đây cô có mấy mẫu dây chuyền mới không?" Sán Lan nghe thế bảo, "Dây chuyền, đúng lúc dạo gần đây cũng có thêm vài kiểu dáng dây chuyền thích hợp với bác gái lắm đó. Nghe cô tư vấn mẫu dành cho mẹ anh liền bác bỏ." không phải mua cho mẹ tôi mà là mua cho người tôi thích thịnh sán lan bên này nghe câu đó của bạc gia mộc liền xử người chưa để cô nói anh liền tiếp lời dù thế nào thì cũng cảm ơn cô nhiều nhé có cơ hội tôi mời cô đi ăn sau khi bạc gia mộc tắt máy cô tự nhủ crat à bên phía bạc gia mộc anh đi ra tới chỗ đỗ xe vừa mở cửa định lên thì điện thoại vang tiếng tin nhắn vào lúc 11 một giờ năm phút anh có nhắn cho triệu mịch hỏi triệu mịch trưa nay muốn ăn gì nào triệu mịch cũng không khách khí đáp bánh bao nhân tôm anh hết tiết rồi sao vậy trên đường về anh mua giúp tôi một bịch muối nhé Nhận được tin nhắn của người mình cần bạc ra mộc vui vẻ đáp, được. Tại nhà Triệu Mịch, cô đang nấu ăn và gọi điện thoại cho Thi Ngữ, bỗng Thi Ngữ liền chiều cô. Nghe nói giáo sư Bạc vừa thủ vai anh hùng cứu mỹ nhân, Triệu Mịch không nhanh không chậm đổ bột vào tô công nhận tốt độ tiếp nhận thông tin của bạn mình. Thông tin của cậu cũng nhanh thật nhỉ, nghe Cố Sùng nói đấy à? Bên kia Thi Ngữ liền tự hào nói, thực lực của bạn trai mắc nha. Bỗng có tiếng mở cửa, Triệu Mịch vội vàng tạm biệt với Thi Ngữ, được rồi muộn một chút nữa tớ sẽ gọi lại cho cậu sau nha. Tớ đang quay đề tài sau đó cúp máy cô từ nhà bếp đi ra thấy bạc gia mộc mở cửa đi và liền hỏi anh về rồi hả xong cô quay lại bếp tiếp tục công việc đang giang dở thì bạc gia mộc đi tới tôi thấy cơm canh đều đã được nấu xong cả rồi có cần làm gì nữa không à tôi mua muối về rồi đây triệu mịch đang đập trứng đáp làm tiramisu xem như là điểm tâm ngọt sau bữa cơm nếu anh đói bụng thì có thể ăn trước nhìn hành động thuần thục của cô bạc gia mộc lên tiếng hỏi cái này có khó không tôi cũng muốn học sau này có thể làm cho người yêu ăn nghe thấy nguyên nhân mà anh muốn học làm bánh khiến triệu mịch ngỡ ngàng quay sang anh hửng nhưng sau đó cô làm ra vẻ đắc ý nói anh chạy đến chỗ tôi để trộm học nghề đúng không đóng tiền học phí trước đi bạc gia mộc đặt một quả trứng lên tay cô bảo ghi nợ trước đi triệu mịch nhìn quả trứng trong tay ngơ ra sau khi tất cả nguyên liệu được bày ra trên bàn cô đập trứng vào bột rồi khuấy đều lên nhìn dáng của vẻ cô như một cô bạn gái nhỏ đáng yêu bạc gia mộc đưa tay ra vén tóc lên cho triệu mịch tuy ngại ngừng nhưng cô vẫn lịch sự lắp bắp nói cảm ơn cảm ơn anh anh cũng đừng đứng ở đó nữa anh đổ rượu cà phê ra đi bạc gia mộc đổ rượu cà phê ra cho cô triệu mịch cho bánh vào rượu cà phê trong ấm cô nhìn sang hỏi bạc gia mộc hỏi anh có muốn thử không dễ lắm á rồi cô hướng dẫn chi tiết quấn một lớp bánh quy sau đó lăn thêm một lớp bơ thực vật nữa nghe vậy bạc gia mộc sắn tay áo lên nói được còn triệu mịch đứng phía sau với sự mong đợi thành phẩm sau khi làm xong liền trải phần bánh lên khay quay sang hỏi cô là như vậy hả triệu mịch giơ ngón tay tán thưởng cho bạc gia mộc đúng là giáo sư bạc quá xuất sắc rồi cô cầm điện thoại lên bảo anh đứng im nha tôi chụp cho anh một tấm ảnh để làm kỷ niệm anh cũng đứng yên nhìn vào điện thoại phối hợp với cô sau khi chụp ảnh xong cô liền gửi cho anh tôi gửi ảnh cho anh rồi đó để bánh vào tủ lạnh trước đi để vài tiếng nữa rồi rắc bột ca cao lên thì có thể ăn được rồi sau khi để bánh vào tủ anh và triệu mịch cùng nhau dọn dẹp nhà bếp bạc gia mộc liền tâm sự quan điểm trước đó của anh với cô lúc trước tôi nghĩ rằng đặt thời gian có hạn vào việc nấu nướng là đang lãng phí cuộc sống nhưng lúc nhìn thấy những nguyên liệu đó trở thành một món điểm tâm tôi phát hiện cảm giác thành tựu của chuyện này cũng không khác gì so với làm thí nghiệm cho lắm sau đó anh nhìn sang cô chỉnh kính khen ngợi triệu mịch cô giỏi thật đó triệu mịch bên ngoài khiêm tốn nói nhưng trong lòng đã bị lời khen đó làm bay tận chín tầng mây rồi trời ơi có gì đâu bỗng anh tự người vào tủ nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó nói lúc nãy khi cô làm điểm tâm và cả lúc bảo vệ tôi khi ở trung tâm mua sắm độ men của bạn gái cũng bùng nổ làm đó nha triệu mịch nhìn anh tức tới đỏ mặt nói anh 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 sau đó nhìn sang chỗ khác bảo thi ngữ chỉ nói linh tinh thôi anh đừng nghe theo những gì cô ấy nói bỗng cô sực nhớ ra a à, lúc nãy bị anh ngắt lời tôi quên mất là vẫn đang quay video sau đó cầm máy ảnh lên xem xét rồi nói tôi quay cả anh vào trong luôn rồi bạc gia mộc tiến lại gần cô bảo không sao tôi cũng không ngại việc xuất hiện trong video của cô đâu triệu mịch trên trang cá nhân của mình bạc gia mộc đăng tin mới kèm theo một bức ảnh anh đang làm bánh với dòng trạng thái lần đầu tiên bên dưới phần bình luận cố dùng không ngừng quấy rối anh họ mình bằng những lời bình luận nhưng đều bị bạc gia mộc bơ đẹp chẳng phải anh nói không ăn đồ ngọt sao sao anh còn vào nhà của người ta thế này chị triệu mịch của em đâu nói nhanh lên tiến độ của anh và triệu mịch như thế nào rồi anh đã gọi điện thoại cho bố em chưa những dòng bình luận bất lực khi không được hồi đáp của cố sùng cứ vang mãi trên trang triệu hoa hoa phai được đăng lên một hình ảnh kèm dòng trạng thái video dài hơn của kỳ này sắp được ra mắt với mọi người rồi mong chờ quá liên kết của video bên trong video là hình ảnh cải tạo nhà của bạc gia mộc những nhân viên đang sắp xếp đồ vật vào vị trí đã định trong video vang lên tiếng giới thiệu hoạt động đang diễn ra đầu tiên là bố trí lại toàn bộ bố cục ở bên trong căn phòng không gian có chút thoáng mát hơn về mặt thị giác sau đó những vật có kích thước lớn sẽ được chuyển vào sau lựa chọn vật dụng gia đình là màu xám và màu nhạt để màu sắc chỉnh thể không quá u tối sau đó hình ảnh ban công được ghi lại giọng nói trong video nói tiếp mua những vật dụng chống thấm nước để khiến ban công thành nơi nghỉ ngơi sau thời gian làm việc mệt mỏi sau đó là hình ảnh những vật trang trí trên tường cho thêm vài bức tranh trang trí có màu sắc tươi tắn để làm tăng thêm điểm nhấn cho căn nhà sau khi đăng video những người theo dõi đều nhận được thông báo người bạn theo dõi đã update rồi những người theo dõi trên trang triệu hoa hoa file đều để lại những bình luận thích thú wow phong cách cải tạo của lần này cao cấp thật đó mong chờ Morizan bình luận tôi nhớ là mặt tường của nhà hoa hoa không phải là như vậy đâu nha không lẽ là vì muốn quay video cải tạo mà đổi cả căn nhà sao liều thật đấy ông thần tài bảo hộ lên tiếng lúc trước hoa hoa có nói là mượn nhà của bạn mà nhưng sao tự dưng ngửi thấy một luồng cầu lương thế nhỉ đọc những bình luận xong triệu mịch liền tắt điện thoại khuôn mặt e ngại thầm nghĩ đề tài chuyển đi đâu vậy trời bỗng tiếng mở cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của triệu mịch cô vội nhìn ra cửa thấy bạc gia mộc định và liền vội đẩy anh ra chờ chờ đã anh khoan vào trong đã thấy triệu mịch ngăn mình thì bạc gia mộc lên tiếng tôi đã ở nhà cố dùng 10 ngày rồi đó sau đó liền nghi hoặc hỏi sáng nay chẳng phải cô bảo tôi quay về sao sao bây giờ lại không cho tôi vào kiểm tra cơ chứ triệu mịch có cảm giác chột dạ giống như bị giáo viên kiểm tra bài tập vậy thì ngập ngừng nói à ừm anh nhắm mắt lại trước đi khi nào tôi bảo mở mắt thì anh mới mở nha bạc gia mộc ngoan ngoãn chìa tay ra nói vậy thì chỉ đành làm phiền cô dẫn đường cho tôi thôi triệu mịch đón lấy tay anh đáp được sau khi nắm lấy tay bạc gia mộc cô vừa dắt anh vừa nói anh nhớ nhắc chân lên trên mặt đất có vài sợi dây điện vẫn chưa kịp dọn dẹp một lúc sau triệu mịch liền nói được rồi anh mở mắt ra đi nghe triệu mịch nói thế anh từ từ mở mắt ra nhìn ngắm xung quanh căn nhà mình sau khi được cô cải tạo lại thấy bạc gia mộc nhìn ngắm mọi thứ triệu mịch bên này lo lắng hỏi thế nào thế nào cô thấy anh không nói gì thì lên tiếp giải thích tuy là nhân lực và thời gian có hạn tôi chỉ điều chỉnh được phòng khách nhưng phòng cách này phù hợp với yêu cầu của anh chứ nhìn tổng thể căn phòng bạc gia mộc phần không nói gì cứ nghe triệu mịch liên thuyên hợp với anh biết bao nhiêu trầm ấm mà còn có tình nội hàm đi theo phong cách cổ phòng của trào lưu thì bỗng bạc gia mộc nghiêm túc cắt ngang triệu mịch đang nói triệu mịch nghe giọng nghiêm túc của anh làm triệu mịch như cô học trò nhỏ làm sai lắp bắp đáp có có bạc gia mộc liền giơ ngó tay tán thưởng về phía cô rồi nói đúng là cô mà chưa để triệu mịch hoàn hồn thì bạc gia mộc tiến tới chỉnh kính nhìn triệu mịch phối màu trưng bày và phong cách tu sửa này tôi đều rất thích triệu mịch cô thật sự rất giỏi cô thở phào nhẹ nhõm vù làm tôi hết hồn rồi quay sang đấm vào vai anh nói cả nửa buổi trời không nói chuyện tôi còn nghĩ là anh không hài lòng nữa đó bạc gia mộc ôm lấy vai khẽ kêu ôi Triệu Mịch liền nhớ ra, xin lỗi anh nha, tôi quên mất là trên vai của anh có vết thương. Nói rồi cô liền kéo áo bạc da mộc xuống để tôi xem thử. Trước hành động của Triệu Mịch khiến cho anh ngại đỏ mặt nói, chờ, chờ đã, Triệu, Triệu Mịch. Anh chưa nói xong thì chân bị vấp dây điện dưới sàn, bạc da mộc ngã xuống thì kéo theo Triệu Mịch, Bùm cả hai ngã lên sofa. Triệu Mịch thì nằm đè lên người bạc da mộc, bạc da mộc khẽ thở dài. Còn Triệu Mịch trong lòng anh cũng từ từ mở mắt ra, nhìn thấy bạc da mộc trong tình trạng quần áo sộc sệt thì cô liền đỏ mặt bật dậy như lò xo nói, xin lỗi anh thấy triệu mịch ngại ngùng thì anh liền nắm tay cô triệu mịch xong nhìn cô nỉ non nói cô có thể thoa thuốc giúp tôi không vai của tôi đau quá bỗng triệu mịch cúi người lại gần bạc gia mộc nói anh đổi mùi nước hoa rồi hả bạc gia mộc ngơ ra trước câu hỏi của triệu mịch thấy anh không đáp thì cô nháy mắt nói sao tôi ngửi thấy mùi trà xanh quanh đây ấy nhỉ mùi trà bay tứ tung đó bạc giáo sư à tại nhà bạc gia mộc vang lên một tiếng kêu a cô nhẹ tay thôi hơi đau một chút triệu mịch đang bôi thuốc giúp bạc gia mộc nói anh chịu đau một chút nha sắp xong rồi vù xong rồi nè xong cô nhìn sang anh bảo lúc tự thoa thuốc anh cùng phải chú ý một chút nha cũng đã gần nửa tháng rồi mà vết bầm vẫn chưa tan hết nữa anh thấy thế liền hỏi triệu mịch sao lực tay của cô mạnh thế cô chống tay lên eo đắc ý nói đừng xem thường một blogger có thể dùng một đôi tay để đánh tan lòng trắng trứng dựa vào đôi tay để nặn ra được một chiếc áo xong cô đứng dậy vươn vai được rồi anh hài lòng với lần cải tạo nhà này là được rồi chờ đến khi vật trưng bày và vật dụng được giao đến tôi mới đến dọn dẹp sau triệu mịch không nhìn lại mà vẫy tay tôi phải về nấu cơm trước đây không nghe thấy tiếng đáp từ anh cô thắc mắc quay lại liền thấy anh đi theo phía sau vô cùng tự nhiên đáp tôi đi ăn cơm ké triệu mịch nghe thế liền bảo hôm nay không có phần cơm của anh đâu nhé tiểu ngữ sắp đáp đất rồi tôi đã hứa là sẽ nấu cá hấp gừng cho cô ấy rồi bạc gia mộc nhìn cô với ánh mắt cún con nói tôi cũng ăn mà nhưng bị triệu mịch thẳng thừng từ chối chuyện chị em bạn gì đàn ông như anh đừng làm phiền đột nhiên điện thoại triệu mịch vang lên triệu mịch vui vẻ nghe máy alo bố ạ sau nay tự dưng bố gọi cho con thế ạ ba cô bên kia sốt sắn nói con đã xem tin tức chưa chiếc máy bay mà tiểu ngữ đi xảy ra sự cố rồi nghe thấy cô đứng hình đến mức rơi cả điện thoại bên trong ba của cô vẫn đang nói tiếp nói là trên đường quay về thì gặp phải thời tiết ác liệt mất đi liên lạc rồi hoa hoa con đừng sốt ruột hoa hoa bỗng một bàn tay nhấc chiếc điện thoại dưới đất lên bạc gia mộc nói với ba của triệu mịch cháu chào chú cháu là bạn của triệu mịch hiện tại cô ấy không sao ạ chú đừng lo lắng nhưng tâm trạng của cô ấy bây giờ không được tốt cho lắm nên không thể nói chuyện với chú rõ hơn nhưng chú cứ yên tâm cháu sẽ ở bên cạnh hoa hòa Triệu Mịch đứng bên không chút phản ứng như robot hết pin vậy, anh nắm lấy vai cô nói, "Bây giờ chúng ta đến sân bay." Cô như choàng tỉnh liền bật khóc. "Bạc Gia Mộc, chúng ta phải nhanh lên, trên đường đi bầu trời u ám như dông bão sắp kéo đến đến." Trong xe cả hai vừa đi vừa nghe tin tức từ đài radio. Vô dĩ chuyến bay 3A5867 sẽ đáp xuống lúc 3 giờ 28 phút nhưng giữa chừng lại gặp phải thời tiết xấu kèm theo sấm chớp, đã mất đi liên lạc với tháp đài, đến nay vẫn chưa. Triệu Mịch dường như không nghe lọt tai những gì từ đài radio nói nữa, cô ngồi ở ghế phụ nắm chặt tay lo sợ, thấy thế bạc gia mộc nắm lấy tay cô trấn an triệu mịch cô bình tĩnh lại đi xong anh quay sang đối mặt với triệu mịch bây giờ chưa có tin tức là thông tin tốt nhất rồi ngành hàng không của nước chúng ta đủ mạnh với lại ngừng chút thì anh nói tiếp thi ngữ là một cơ trưởng ưu tú và thành thục không phải sao hiện tại cả hai đang cố đến sân bay nhanh nhất có thể trong khi đợi đèn đỏ triệu mịch quay sang anh lo lắng hỏi nếu lỡ như thi ngữ thật sự xảy ra chuyện thì phải làm sao bạc gia mộc liền cởi dây an toàn của bản thân ra và ôm lấy cô an ủi cô ấy sẽ không có chuyện gì đâu anh xoa đầu cố gắng làm cho triệu mịch trong lòng mình bình tĩnh hoa hoa cô phải tin vào bạn của mình chứ triệu mịch trong lòng vô cùng bất an mà vùi đầu vào ngực bạc gia mộc tại sân bay cơn mưa chút như thác đổ bên trong sân bay đông đúc kẻ đi người đến một người đang xúc động khóc hu hu và lỡ va trúng triệu mịch bị người khác va vào cô như một con gấu bông không sức sống mà ngã xuống bạc gia mộc thấy thế liền vội đỡ lấy triệu mịch hoa hoa cô đã đứng đây được hai tiếng đồng hồ rồi cô cứ tiếp tục như vậy thì không ổn đâu lên xe nghỉ ngơi một chút đi nghe anh nói triệu mịch dường như không còn sức trụ cô dường như đã muốn té xuống nhưng cô vẫn cương quyết nói không tôi muốn chờ ở đây không đi đâu cả tôi không tận mắt nhìn thấy tiểu ngữ bình an vô sự tôi sẽ không yên tâm được bạc gia mộc ôm lấy vai cô nói triệu mịch thấy tình cảnh hiện giờ của cô làm anh nhớ về quá khứ tại đám tang của mẹ cô ánh mắt và khuôn mặt cũng giống như bây giờ vậy hoang mang không tin vào sự việc đang diễn ra trước mắt mình nhìn vào đôi mắt kiên định ấy bạc gia mộc liền gạt đi lời mình định nói nhìn cô bảo bỏ đi bạc gia mộc ngồi xổm xuống nắm lấy chân cô nói chống tay lên vai tôi đi đừng để bản thân ngã cô bất ngờ trước hành động của anh còn anh thì vẫn đang giúp cô xoa bóp chân thấy vậy triệu mịch liền lên tiếng anh đừng nhưng đã bị bạc gia mộc ngắt lời nghiêm nghị bảo nếu cô vẫn muốn chờ ở đây thì ngoan ngoãn nghe lời tôi đi nếu không một tiếng sau mà vẫn không có thông tin gì thì cô nên ngoan ngoãn mà đi nghỉ ngơi đi cô vội lên tiếng tôi nhưng cũng như lần trước anh cắt ngang lời cô nói tôi sẽ giúp cô đứng chờ thi ngữ ở đây triệu mịch thỉnh thoảng cô cũng nên nghe lời một lần đi nghe những lời khuyên bảo từ bạc gia mộc triệu mịch cũng đáp ứng được bên ngoài sân bay xe cấp cứu đã được điều tới tất cả người thân của những người trên chuyến bay đó đều đứng ở bên ngoài không ngừng chờ đợi một phép màu sẽ đến với họ đột nhiên triệu mịch đang mong chờ bỗng lên tiếng bạc gia mộc anh có nghe thấy tiếng động gì không loa thông báo từ trong sân bay vang lên tháp đài đã liên hệ được với chuyến bay 3 a năm tám đã kiểm tra được quỹ đạo chuẩn bị đáp xuống cô mừng rỡ như đứa trẻ được cho kẹo bắt lấy tay bạc gia mộc anh nghe thấy gì chưa bạc gia mộc anh nghe thấy gì không anh nắm tay cô đáp tôi nghe rồi không sao nữa rồi chiếc máy bay xé tan mây đen xuất hiện triệu mịch mở to mắt nhìn chiếc máy bay từ từ đáp xuống máy bay vừa dừng hẳn thì đã nghe được những lời hoan hô mừng rỡ của những người đang có mặt tại đó những hàng khách liền nhanh chóng xuống đoàn tụ với người thân hu 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 làm em sợ chết mất còn thi ngữ bên này lảo đảo đi xuống xung quanh ồn ào tiếng của mọi người không sao thì tốt không sao thì tốt triệu mịch nhìn thấy thi ngữ mừng rỡ kêu lên tiểu ngữ cô muốn chạy lại chỗ bạn mình nhưng do đứng quá lâu chân cô đã bị tê cứng bạc gia mộc đứng gần đó đỡ được cô liền nói cô đứng lâu như vậy rồi làm gì còn sức để chạy nữa nếu thi ngữ đã đáp đất an toàn thì chúng ta đến đó từ từ thôi hai người còn chưa kịp đi tới chỗ thi ngữ thì có một bóng người vụt qua nhanh như tên bắn thi ngữ Cố Sùng lo lắng chạy thật nhanh đến chỗ Thi Ngữ, ố, Sùng cô chưa kịp nói thì cô đã bị cậu ôm chặt lấy. Cậu siết chặt cô trong lòng Cố Sùng cứ có cảm giác nếu buông tay ra thì cô sẽ biến mất. Cậu vừa nghe giọng nói vừa vùi mặt vào vai cô, "Thi Ngữ, cô làm tôi sợ chết khiếp đi được." Cố Sùng cứ thế đứng ôm chặt Thi Ngữ bảo, "Cũng may là cô không sao, may thật, may là cô đã bình an trở về." Thi Ngữ vừa bị Cố Sùng ôm vừa bị đồng nghiệp nhìn thấy, họ thì thầm bảo nhau, "Ái chà, đây chẳng phải là cơ trưởng thi sao?" Thi Ngữ đỏ mặt vội nói với Cố Sùng, "Nhiều người đang nhìn lắm đó." cậu mau thả tôi ra đi cố dùng cứng đầu đáp không tôi phải tự mình kiểm tra xem có phải cô đã bình an quay trở về thiệt không triệu mịch và bạc gia mộc bên này đã đi tới chỗ hai người triệu mịch xúc động kêu lên tiểu ngữ hu hu thi ngữ liền đẩy cố dùng đang dính lấy mình ra ngạc nhiên nhìn hai người thắc mắc hoa hoa sao hai người cũng ở đây vậy triệu mịch nhào tới ôm lấy cô bạn nói lúc tớ nhận được thông tin tin tớ như sắp ngừng đập tới nơi vậy cứ nghĩ rằng cậu thi ngữ lau đi nước mắt trên mặt triệu mịch trấn an chẳng phải tớ đã quay về rồi sao ngoan nào tớ không sao cả nghe được lời khẳng định từ bạn mình cô liền đáp, không sao thì tốt rồi. vậy chúng ta về nhà thôi. được chúng ta về nhà thôi. Thi Ngữ liền đồng ý trước đề nghị của Triệu Mịch. Buổi tối tại tòa nhà Tiểu Ngữ, cô Sùng và Bạc Gia Mộc đang đi phía trước, theo sau là Thi Ngữ và Triệu Mịch. Tiểu Ngữ, rốt cuộc là hôm nay đã xảy ra chuyện gì vậy? Triệu Mịch thắc mắc nhìn Thi Ngữ, cô từ tốn tường thuật lại cho bạn mình nghe. đang trên đường về nước thì đột nhiên hệ thống bị hỏng, mất liên lạc với tháp đài, nhưng cũng may là không xảy ra chuyện gì lớn, chỉ là thời gian hơi muộn một chút so với dự kiến. Triệu Mịch nhìn Thi Ngữ bảo, may là cậu không sao hay là tối nay tớ ở lại chỗ cậu nhé chưa để thi ngữ trả lời thì mọi người đã đến trước cửa nhà cố dùng tự nhiên bấm mật khẩu nhà thi ngữ hành động đó khiến bạc gia mộc nhìn cậu với ánh mắt lóe sáng thi ngữ thì mặt xám xịt đi còn triệu mịch ngạc nhiên hỏi cố dùng làm sao mà anh biết được mật khẩu nhà thi ngữ vậy trước câu hỏi của triệu mịch thì thu ngữ vội lên tiếng giải vây ha 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 chẳng phải thi phát tài luôn ở chỗ cố dùng sao vài ngày trước hết cầu lương nên tớ bảo anh ta đến nhà tớ lấy triệu mịch có vẻ như không tin vào lời biện hộ này nói à thế cơ à và ra ám hiệu tớ hiểu mà cố dùng tự nhiên đi hào nhà trước Tây cầm điện thoại nói, mọi người chắc là vẫn chưa ăn cơm nhỉ? Tôi đặt đồ ăn rồi đấy. Hai người muốn ăn gì? Bạc Gia Mộc nghe thế thì lên tiếng, đừng đặt thịt dê. Triệu Mịch bị dị ứng, cũng đừng lấy rau thơm. Cô Dùng nhìn anh họ mình với vẻ đắc ý y như Triệu Mịch khi nãy. À thế à. Sau khi đồ ăn được đưa tới và dọn lên bàn, cả bốn người ngồi xuống vừa ăn uống vừa nói chuyện. Là nhà hàng mà cô thích anh, có thể là không bằng nhà ăn nhưng mùi vị cũng không tê. Cô Dùng cất tiếng, cậu dường như không quan tâm ánh nhìn của hai người đối diện tỉ mỉ gỡ xương cá cho Thi Ngữ. Tôi đã lấy hết xương cá ra rồi cô uống thêm một bát canh đi với lời nói và hành động của cố sùng làm cho thi ngữ bên này ngượng chín mặt triệu mịch nghiêng đầu gần bạc ra mộc nói an có cảm thấy trên người hai chúng ta hơi sáng không hay là về nhà trước nhé anh cũng nghiêng đầu đáp lại được cả hai vội vàng đứng dậy cáo tử và nhường lại không gian riêng cho đôi trẻ nếu cậu đã không sao thì tớ về nhà trước nha hai người ăn từ từ nhé triệu mịch cất lời bạc ra mộc bên này cũng tươi cười phụ họa hai người đi ra vội vàng đóng cửa lại bên trong chỉ còn lại cố sùng và thi ngữ bỗng cô hỏi cậu à đúng rồi anh đến đây rồi vậy thi phát tài đâu cậu buồn rầu đáp ở nhà đó tôi đã gọi điện thoại nhờ bạn dắt chó đi dạo rồi cô cứ yên tâm nghe được đáp án mình muốn thi ngữ từ tốn trả lời ồ vậy là được rồi cô sùng dường như không thể chịu nổi nữa liền quay sang ôm cô chất vấn thi ngữ khi ở bên cạnh tôi cô có thể chuyên tâm một chút không vừa nói vài đâu đã nhắc tới thi phát tài hỏi xong rồi thì muốn đuổi tôi đi tôi giống như một công cụ chuyên trông chó cho cô vậy chưa để thi ngữ đáp cậu đã nỉ non kể lể khó khăn lắm cô mới được nghỉ phép rồi đến nhà tôi nhưng người đầu tiên cô ôm lại không phải là tôi ngay cả khi chúng ta gọi video nữa thì cô cứ muốn xem thi phát tài rõ ràng là nó không biết nói chuyện kết quả thời gian thời gian cô nói chuyện với chó còn nhiều hơn cả nói chuyện với tôi còn nữa thi ngữ vội cắt ngang mạch kể của cố sùng nói thì tôi bỗng có tiếng chó kêu lên thi ngữ ngỡ người khi cố sùng giả chó với cô gâu gâu nếu như cô thích chó thì tôi cũng có thể học mà cố sùng ôm lấy cô bảo ngày ai tôi sẽ đi trồng lông tranh thủ đạt được lượng lông giống như thi phát tài thi ngữ liền ngượng cười ngăn cản không được đi lông của thi phát tài vừa mềm mượt vừa đáng yêu nếu toàn thân của anh đều là lông thì xấu lắm thi ngữ đột nhiên kéo lấy áo cố sùng nói có điều nếu anh đã không muốn đi vậy thì hôm nay đừng đi đâu nữa cậu nhìn cô đang trêu ghẹo mình bảo thế không định nghỉ ngơi à thi ngữ nhìn cậu đầy thách thức ngủ với anh hay ngủ trên giường thì cũng là ngủ thôi chẳng có gì khác biệt cả nghe thế cố sùng liền bế thi ngữ lên nói được ạ à, bây giờ em sẽ cho chị biết rốt cuộc là ngủ trên giường và ngủ với em sẽ có khác biệt cỡ nào cậu nhìn cô tràn đầy bí hiểm bảo tại tòa nhà của bạc gia mộc và triệu mịch cả hai đang đứng trước của nhà mình thì bỗng cùng nhau đồng thanh bạc gia mộc triệu mịch cô nhanh nhảu nói trước hôm nay thật sự cảm ơn anh nhiều nha cảm ơn anh vì đã đưa tôi đến sân bay cũng cảm ơn anh đã an ủi tôi bạc gia mộc đứng đó im lặng nghe cô nói từng câu từng chữ cô ngại ngùng vén tóc nói tiếp cũng cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi triệu mịch vừa ngước mặt lên thì tay của bạc gia mộc vươn tới anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô rồi bảo nhớ uống một viên thuốc cảm lạnh rồi anh nhìn cô nhắc nhở hôm nay cô dính mưa rồi cẩn thận kẻo bị cảm trước hành động ân cần của bạc gia mộc cô từ tốn đáp được xong xoay người đi về phía nhà mình anh đứng phía sau nhìn vào bóng lưng cô không kiềm chế được liền bắt lấy tay cô cất tiếng hoa hoa triệu mịch hơi bất người trước tình huống này chưa kịp phản ứng thì bạc gia mộc đã chen ngang thật sự cảm ơn cô vì đã xuất hiện bên cạnh tôi anh cúi đầu nhìn triệu mịch dành cho cô ánh mắt ân cần nhất có thể